Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1801, Bối Phật 1. Chứng kiến bộ dạng này của hắn, Trương Huyền lắc đầu. Sớm biết hôm nay, lúc trước sao còn làm. Thời khắc sinh tử là có đại sợ hãi, nhưng mà đầu hàng dị linh tộc, chẳng khác nào mất đi đạo nghĩa trong lòng. Đạo nghĩa cùng sinh mệnh, được cái này sẽ mất cái kia, nếu như làm ra lựa chọn, liền phải thừa nhận trả giá sau khi thất bại. Đáng tiếc Ngụy Như Yên hôn mê, không nhìn thấy tình cảnh bây giờ. Ngụy Trường Phong bởi vì vưu hư mà chết, với tư cách con gái, không thể tận mắt thấy cửu nhân chết ở trước mặt, cũng coi như hơi có tiếc nuối. Bất quá, ở trước mặt mọi người chém giết vưu hư, biểu hiện ra quyết tâm của danh sư Đường Sử Quyết phản đồ, đây là tổng bộ làm ra quyết định, hắn cũng không có biện pháp sửa đổi. Lại nói vưu hư kéo dài hơi tàn lâu như vậy, cũng nên là thời điểm tiếp nhận trừng phạt. Bốn vị viện trưởng, Liêu Chiến Sư, Trác Chiến Sư, chư vị trưởng lão, lần này hai người chúng ta đến, là có chuyện quan trọng thương lượng, mời đi theo ta. Xử trí xong vưu hư, Mộc Sư nhìn về phía mọi người. Vâng, mọi người lên tiếng, theo sát ở phía sau, đi đến trưởng lão viện. Trương Huyền cũng không nhiều lời, đi theo sau. Tổng bộ phái tới hai vị danh sư thất tinh, trong đó một vị còn đạt đến thánh vực tứ trọng, lúc trước đã cảm thấy kỳ quái. Nếu như chỉ là xử lý vưu hư mà nói, căn bản không có tất yếu. Khẳng định có sự tình khác phải xử lý. Mộc sư ở học viện một đoạn thời gian rất dài, quen việc dễ làm, rất nhanh đi vào đại sảnh nghị sự của trưởng lão viện. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, khởi động trận pháp, ngăn cách bốn phía, mộc sư nhìn quanh một vòng. Chuyện quan trọng cần chư vị thương lượng, cũng là thời điểm chúng ta thẩm vấn vưu hư lấy được tin tức. Nói xong cổ tay khẽ đảo. Một lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái lệnh bài này tàn phế xưa cũ không chịu nổi, chỗ mài mòn khá nhiều, thoạt nhìn tùy thời sẽ vỡ vụn. Thứ này chắc hẳn chư vị đều biết. Mộc sư nhìn quanh một vòng. Chẳng lẽ là viện trưởng lệnh? Trương Huyền nhíu mày, mở miệng nói. Tuy lệnh bài này thoạt nhìn cũ nát, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được vô số ý niệm gia trì. Cùng viện trưởng lệnh trong tay hắn có chút tương tự. Chỉ là thoạt nhìn cực kỳ đơn sơ mà thôi. Đúng vậy, đây là viện trưởng lệnh của lão viện trưởng Trương Dẫn Khâu. Mục sư giải thích nói. Viện trưởng lệnh của lão viện trưởng, chẳng lẽ... Nghe được giới thiệu, mi trưởng lão sừng sốt một chút, sau đó kích động đến sắc mặt đỏ lên. Hắn, không chết. Triệu Bính Tuất cũng khẩn trương nhìn lại. Tuy bọn hắn thừa nhận Trương Huyền bây giờ... Nhưng cùng lão viện trưởng chung đụng thời gian lâu dài, nghe được tin tức này, tất cả đều kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Hắn chết hay không, ta cũng không rõ ràng, bất quá, vật này là từ một di tích, bị người dùng đại lực lượng đưa ra. Lông mày khóa chặt, Mộc sư nói. Bị người đưa ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộc sư có thể nói rõ chi tiết một chút không? Trương Huyền hỏi. Chuyện này cũng không phức tạp, ngày ấy ta mang vưu hư về tổng bộ, trải qua thẩm vấn. Đã được biết lão viện trưởng muốn đi di tích nào, vì vậy liền phái người tiến đến dò xét. Mục sư nhẹ gật đầu, lâm vào nhớ lại. Di tích rườm rà phức tạp, tựa hồ tồn tại quy luật nào đó, nhất định phải ở thời điểm đặc biệt mới có thể tiến nhập, một khi bỏ qua, liền cần chờ đợi. Người của chúng ta đang suy tính, khi nào mới là thời kỳ tiến nhập tốt nhất, cái lệnh bài này liền cảm ứng được khí tức danh sư, phá không bay tới. Nghe nói như thế. Mi trưởng lão kích động đến sắc mặt đỏ lên. Mục sư nói là, đi tới dò xét di tích kia, viện trưởng lệnh bay ra. Đúng vậy. Mục sư nhẹ gật đầu. Như vậy. Hô hấp của mi trưởng lão dồn dập. Có phải đại biểu lão viện trưởng đưa viện trưởng lệnh ra hay không? Từ khi bắt lấy vưu hư đến bây giờ bất quá 3 tháng, viện trưởng lệnh còn có thể tái xuất hiện, nói rõ lão viện trưởng khả năng chưa chết. Vô cùng có khả năng là bị vây ở trong một di tích. Không cách nào chạy trốn, lúc này mới dùng đại lực lượng đưa ra, nói cho thế nhân. Tình huống trong di tích chúng ta ai cũng không biết, cũng có thể là 2 năm trước, viện trưởng lệnh liền được phóng thích, nhưng mà, cảm ứng được khí tức của danh sư mới hoàn toàn xuất hiện. Không có lạc quan như hắn, Mộc sư mở miệng nói. Cái này, mọi người trầm mặc. Hắn nói cũng có đạo lý, viện trưởng lệnh là do vô số ý niệm tổ hợp thành, bản thân liền có linh tính đặc thù. Nếu như là 2 năm trước lão viện trưởng gặp phải nguy hiểm phóng xuất ra, khai báo chỉ có gặp phải danh sư mới có thể xuất hiện. Người danh sư đường qua mới phát giác, cũng không phải là không thể được. Bởi vậy,
chỉ bằng vào lệnh bài này xuất hiện, là không cách nào phán định lão viện trưởng đến cùng chết hay sống. Mục sư, di tích này ở đâu, chúng ta có thể qua nhìn xem không? Chần chừ một chút, mi trưởng lão nói. Bất kể nói thế nào, lão viện trưởng là bằng hữu cùng bọn hắn ở chung mấy trăm năm, hiện tại biết được tin tức, thế nào cũng phải đi dò xét một phen, nếu không trong lòng làm sao có thể an tâm. Tìm chư vị, chính là vì chuyện này. Mục sư nhìn về phía mọi người. Trải qua chúng ta dò xét, cái di tích này đại khái một tháng sau sẽ mở ra, cho nên muốn mời mọi người đi qua. Thứ nhất, có thể tìm kiếm đám người lão viện trưởng, nếu như không chết mà nói, tiến đến cứu người. Thứ hai, gần đây dị linh tộc hoạt động nhiều lần, ta hoài nghi cùng chỗ di tích này có quan hệ rất lớn. Tốt, chúng ta qua. Nghe lời này, ánh mắt của mi trưởng lão sáng lên, không chút do dự, vội vàng gật đầu, nói xong lúc này mới phát hiện có chút bao biện làm thay, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Chương 1802, bối phật 2. Viện trưởng. Mi trưởng lão nói cũng đúng, khẳng định phải đi, đây là thái độ của Hồng Viễn danh sư học viện. Trương Huyền lên tiếng. Ở trong viện trưởng lăng, cũng biết di tích lão viện trưởng muốn đi, lúc trước liền định qua nhìn xem, lại trải qua sự kiện địa quật, dị linh tộc cử động dị thường. Vô luận như thế nào, không qua nhìn xem, tâm khó có thể bình an. Ân, chư vị thì sao? Tựa hồ sớm biết kết quả này, mục sư cũng không ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu nhìn về phía ba vị viện trưởng khác cách đó không xa. Nếu như liên lụy dị linh tộc, chúng ta cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đám người Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều đồng thời gật đầu. Chiến sư đường chúng ta làm sao rớt lại phía sau? Liêu Tùng cũng cười cười. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, ta liền không nói thêm lời, một tháng sau, chúng ta liền đi chỗ di tích kia. Đương nhiên, từ tục tiểu nói trước, di tích này cực kỳ nguy hiểm, nếu không cũng không có khả năng khiến đám người Trương dẫn Khâu toàn quân bị diệt. Coi như là tổng bộ chúng ta, cũng không có quá nhiều tin tức. Một khi qua, vô cùng có khả năng không cách nào trở về. Mục sư nhìn qua. Điểm ấy chúng ta rõ ràng. Mọi người đồng thời gật đầu. Vậy là tốt rồi, quyết định như vậy đi. Thấy mọi người không chút do dự, mục sư lên tiếng, đang muốn làm ra quyết định, liền nghe Ngô Như Phong Ngô sư nhướng mày, nhìn lại. Lần này đi di tích, để bảo đảm an toàn, thực lực thấp nhất cũng phải đạt tới thánh vực mới có tư cách. Vị Trương viện trưởng này, chỉ có tòng thánh, ta xem vẫn là đừng đi. Nếu không sẽ kéo chân sau của mọi người. Ta, Trương Huyền nhíu mày. Mặc dù hắn là tòng thánh, nhưng thi triển ra thực lực chân chính, thánh vực nhất trọng đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Hơn nữa, mấu chốt nhất là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của hắn rất nhiều, có thể nói, trong phòng tất cả mọi người chung một chỗ vây công, chết có thể khẳng định là đối phương. Gia hỏa này cái gì cũng không biết, lại nói bản thân cản trở. Đường đường danh sư thất tinh thượng phẩm, không khỏi quá võ đoán đi. Sư thúc, Ngô sư, có chút bảo thủ, mong được tha thứ. Thấy sư thúc mất hứng, mục sư vội vàng truyền âm tới. Bảo thủ. Vâng, tuy Vưu Hư làm phản nhân loại, cùng sư thúc không quan hệ, nhưng thời điểm thẩm tra ra, ngươi là viện trưởng, nói cách khác, có chút quản lý không nghiêm. Hơn nữa, niên kỷ cùng thực lực đều có chút chênh kém, vì vậy, hắn đối với sư thúc có chút ý kiến. Mục sư vội vàng nói. Nghe được đối phương giải thích, Trương Huyền cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra gia hỏa này, ở vị trí cao thời gian lâu dài, đã thoát ly nhân loại sinh hoạt bình thường. Thuộc hạ phạm sai lầm, liền muốn liên lụy, bản thân tới học viện, tính toán đâu ra đấy chỉ 4 tháng, mới nhìn thấy Vưu Hư, liền bắt hắn đi ra, không thưởng thì thôi, còn trách tội danh ở trên người mình. Thật sự là tác phong điển hình của lãnh đạo, ra chuyện sai. Bắt một người chịu tội thay, biểu hiện quyền uy cùng nhìn rõ mọi việc của hắn. Mà bản thân, chính là con dê tế thần kia. Đổi lại người khác, danh sư thất tinh thượng phẩm chính miệng chỉ trích, khẳng định không cách nào phản bác, nhưng Trương Huyền làm sao có thể ăn thua thiệt, dương mắt nhìn lại. Ngô Như Phong đúng không? Càn rỡ, danh sư cấp thấp, nhìn thấy danh sư cao cấp, gọi thẳng kỳ danh, còn ra thể thống gì? Không nghĩ tới đối phương còn chống đối, sắc mặt Ngô sư trầm xuống. Còn thể thống gì? Trương Huyền cười cười, chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững nhìn qua. Xin hỏi Ngô sư, người cùng mục sư xưng hô như thế nào? Mục sư cùng ta đều là danh sư thất tinh, tự nhiên ngang hàng. Ánh mắt nheo lại, tuy Ngô sư mang theo lửa giận, nhưng vẫn hừ một tiếng.
Mọi người đều là danh sư của Thanh Nguyên Đế Quốc danh sư đường, hơn nữa đều là thất tinh, tự nhiên là quan hệ ngang hàng. Ngang hàng, vậy thì... Trương Huyền quay đầu nhìn về phía mộc sư cách đó không xa. Tiểu hoành tử, người xưng hô ta như thế nào? Sư thúc. Mộc sư thành thật trả lời. Người nghe được chưa, người cùng mộc sư ngang hàng, mà hắn xưng hô ta sư thúc. Nói cách khác, người so với ta thấp một bối phận, ta trực tiếp gọi người Ngô Như Phong, có gì sai lầm? Chẳng lẽ, người cảm thấy xưng hô tên đầy đủ, chưa đủ thân mật? Trương Huyền trầm tư một chút, nói. Như vậy đi. Ta gọi ngươi Tiểu Phong Tử. Ngươi, nghe được ba chữ Tiểu Phong Tử, Ngô Sư thiếu chút nữa thổ huyết ngất đi. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Mộc Sư, muốn nhìn một chút hắn. Nói có phải thật hay không? Vì sao xưng hô đối phương là sư thúc? Lão sư của Trương Viện Trưởng, ta phải xưng hô một tiếng sư tổ, dựa theo bối phận, xưng hô hắn sư thúc cũng không sai lầm. Biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, Mộc Sư vội vàng nói. Cái này... Sắc mặt của Ngô Sư tái xanh. Danh sư chú trọng lễ nghi, chú ý bối phận, Trương Viện Trưởng này tuy không được tốt lắm, nhưng bối phận của lão sư cao mà nói, coi như bản thân cấp bậc thấp, cũng có địa vị cực cao. Thật giống như đệ tử của Khổng Sư, dù cái gì cũng không biết, danh sư cửu tinh gặp gỡ cũng phải xưng hô một tiếng tiền bối. Đây là quy củ. Vốn nghĩ rằng cho đối phương một hạ mã uy, không nghĩ tới trong nháy mắt biến thành sư điệt, ngẫm lại liền cảm thấy phiền muộn. Chương 1803, một ngón tay đánh bại Trác sư một. Như thế nào, ta không có tư cách hô ngươi một tiếng Ngô Như Phong. Thấy hắn xác nhận, Trương Huyền nhìn qua. Ta, Ngô sư muốn phản bác, lại nói không ra lời, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, phất tay. Muốn cho người tôn trọng, bối phận không tính là gì, quan trọng là. Làm ra cống hiến với danh sư đường, với nhân loại, không có cống hiến, lão sư càng lợi hại cũng vô dụng. Chẳng lẽ lão sư còn có thể mang ngươi cả đời? Làm ra cống hiến. Đúng vậy, chỉ có vì nhân tộc tận tụy, làm ra cống hiến lớn, mới đáng giá tôn kính. Ngô sư đầu lâu giơ lên. Tiêu chuẩn cân nhắc danh sư, cũng không phải là người nào cấp bậc cao, người đó liền lợi hại, thật giống như Vưu Hư vừa mới xử quyết, danh sư lục tinh đỉnh phong, hơn nửa tuổi, địa vị cũng không thấp, nhưng phản bội nhân tộc, sao có thể đáng giá tôn kính? Thấy vẻ mặt hắn tràn đầy tự hào, trong giọng nói mang theo ngạo nghễ, Trương Huyền hỏi. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi vì nhân tộc bỏ ra rất nhiều, làm ra rất lớn cống hiến. Đúng vậy, tại hạ từ 16 tuổi chém giết dị linh tộc, cho tới bây giờ, đã giết trọn vẹn 47 dị linh tộc tàm phong cảnh trở lên rồi. Cẩn thận tính toán ra, đã vì nhân tộc làm ra trọn vẹn 22 điểm cống hiến. Hừ một tiếng, trên thân Ngô sư phóng xuất ra một khí độ cùng lực lượng đặc thù. Nhiều như vậy. Lợi hại. Không hổ là Ngô phó đường chủ, nhiều cống hiến như vậy, ở Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc, cũng đứng gần phía trước rồi a. Danh sư thất tinh thượng phẩm, đáng sợ. Nghe được lời của hắn, đám người Liêu chiến sư, Trác chiến sư, Ô Thiên Khung ở một bên ánh mắt đều sáng lên, từng cái một lộ ra tôn kính, khâm phục. Ngay cả đám người mi trưởng lão cũng nhìn không được nữa cảm khái, lần nữa nhìn về phía Ngô sư, ánh mắt đã bất đồng. 22 điểm cống hiến. Có ý tứ gì? Trương Huyền khó hiểu, nhìn về phía Triệu Bính Tuất trưởng lão cách đó không xa. Giết một dị linh tộc, coi như là cống hiến, cứu vớt nhân loại, cũng coi như cống hiến. Có cống hiến, tự nhiên có lớn có nhỏ, vì phân chia tốt hơn, định lượng tốt hơn, danh sư đường cố ý lấy điểm số tới đo lớn nhỏ. Thấy viện trưởng không hiểu, Triệu Bính Tuất lặng lẽ giải thích. Đây là tổng bộ danh sư đường cho ra quy định, không thực hành ở danh sư học viện. Bởi vậy không có giới thiệu cùng thư tịch tương quan. Tuy viện trưởng nhìn nhiều sách, bác học uyên thâm, cũng không rõ lắm. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Cũng đúng, căn cứ lúc trước hắn lấy được tin tức, cống hiến là có thể ở danh sư đường đổi bảo vật, nếu như không có tiêu chuẩn cân nhắc, tất cả mọi người làm ra cống hiến, làm thế nào biết người nào lớn, người nào nhỏ. Coi như là đổi bảo vật, cũng cần biết rõ cái giá a. Cũng không thể người tùy tiện làm chút chuyện. Có thể đổi một bảo bối mua cũng mua không được. Cái điểm số này, quy định như thế nào? Rõ những thứ này, Trương Huyền hỏi. Phương pháp quy định điểm số, danh sư đường có một chuẩn tắc đặc thù, cụ thể tính toán như thế nào, ta cũng không rõ lắm, bất quá. Lần trước viện trưởng thuần phục tất cả thánh thú, linh thú ở Vân Vũ Lĩnh, miễn trừ nguy cơ cho nhân loại. Báo cáo danh sư đường, tính toán xuống,
đại khái là 5 điểm cống hiến a. Suy nghĩ một chút, Triệu Bính Tuất nói. Mới 5 điểm. Trương Huyền líu lưỡi. Vân Vũ lĩnh 9 đại vương giả, mỗi một con đều đạt đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong, tòng thánh, bán thánh cùng tàm phong cảnh linh thú càng vô số kể. Thuần phục nhiều như vậy, mới chỉ có 5 điểm cống hiến. Đối phương 22 điểm, tính như vậy mà nói, đích xác có chút đáng sợ. Đúng vậy, tuy linh thú ở Vân Vũ lĩnh bạo ngược, nhưng những năm này vẫn chiếm giữ trên núi, không có phát sinh qua mấy lần thú triều, hơn nữa có danh sư học viện tọa chấn, đối với nhân loại nguy hại cũng không lớn, vì vậy. Cống hiến liền bớt chút. Triệu Bính Tuất có chút lúng túng. Nghe được viện trưởng thuần phục nhiều linh thú như vậy, mới chỉ có 5 điểm cống hiến, hắn cũng chuyên môn hỏi thăm qua, lấy được trả lời chính là như vậy. Cống hiến lớn nhỏ, nhìn không phải ngươi làm cái gì, mà là đối với cả nhân loại làm cái gì. Trương Huyền gật đầu. Linh thú ở Vân Vũ lĩnh, săn giết người của danh sư đường, làm cực kỳ che giấu, ngay cả đám người Triệu Bính Tuất cũng biết không nhiều lắm, còn tưởng rằng chúng nó chỉ canh giữ ở trên núi, không có tiến công. Về sau thanh giác long thú, ngoan nhân liên lụy quá nhiều, Trương Huyền càng không để mi trưởng lão nói ra, tổng bộ cũng không biết tình hình, tính toán công huân ít cũng rất bình thường. Ngô sư, sư thúc trẻ tuổi, lấy thiên phú cùng thực lực của hắn, làm ra càng nhiều cống hiến chỉ là vấn đề thời gian. Lại nói, bắt được Vưu Hư, vạch trần khuôn mặt thật của hắn, làm cho nhân loại thiếu đi sâu mọt. Thấy đàm luận cống hiến, mục sư giảng hòa. Hắn không biết sự tình linh thú ở Vân Vũ lĩnh, nhưng bắt lấy Vưu Hư, cái phản đồ nhân loại này, cũng sẽ tính toán vào trong cống hiến. Bắt lấy Vưu Hư, hư, cái cống hiến này, có thể tính một điểm sao? Ngô sư nhẹ nhàng cười cười. Cái này, vừa vặn một điểm. Mục sư gật đầu. Ha ha. Ngô sư cười nhạo một tiếng, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền. Trương viện trưởng, người cũng nghe thấy, tuy sư phụ ngươi lợi hại, nhưng muốn thắng được tôn trọng, còn cần vì nhân tộc làm cống hiến, hoặc có được thực lực chân chính. Ta xem ngươi vẫn là tiếp tục ở lại đây đi, di tích lần này, cực kỳ nguy hiểm, không phải qua chơi đùa. Ngươi qua, ta sợ gặp phải nguy hiểm, không ai có thể chiếu cố. Ta, Trương Huyền vò đầu. Hắn chỉ có tòng thánh đỉnh phong. Muốn đi một di tích ngay cả danh sư thất tinh cũng sẽ vẫn lạc, đích xác rất nguy hiểm, đối phương không muốn mang mình cũng không gì đáng trách. Chỉ là, lấy tu vi kết luận thực lực, không khỏi quá mức võ đoán. Nghĩ vậy, mỉm cười nhìn lại. Không biết, Trác chiến sư có tư cách qua không? Trác chiến sư là chiến sư đường bách phu trưởng, thực lực bản thân càng đạt đến thánh vực nhị trọng thần thức cảnh, tự nhiên có tư cách qua. Chương 1804, một ngón tay đánh bại Trác sư 2. Ngô sư gật đầu. Vậy thì, khóe miệng giơ lên, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Trác Thanh Phong, mang theo vui vẻ. Trác chiến sư, ngươi xem ngươi có rảnh không, vừa vặn gần đây tu vi có chút đột phá, muốn tìm người luận bàn một chút. Ta, Trác Thanh Phong sững sờ, chần chừ một chút. Nếu như Trương viện trưởng có nhã hứng này, ta cam tâm tình nguyện phụng bồi. Nói thật. Những ngày này, chiến sư đường một mực bị đệ tử của gia hỏa trước mắt này hành hạ, hắn đã sớm muốn lĩnh giáo thực lực của vị Trương viện trưởng này. Chỉ tiếc, hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thật vất vả nhìn thấy, hơn nữa còn muốn tìm hắn luyện tập, lập tức tràn đầy hứng thú. Hắn không tin bản thân đường đường thánh vực nhị trọng, ngay cả một tòng thánh cũng thắng không nổi. Vậy thì bắt đầu đi. Trương Huyền cười cười, thân thể nhoáng một cái, đi vào chính giữa đại sảnh. Ở đây. Trác Thanh Phong sững sờ. Đây là phòng nghị sự, lực lượng chiến đấu trùng kích mà nói, ta sợ sẽ chơi sập kiến trúc. Nơi này là phòng nghị sự của trưởng lão viện, tuy thoạt nhìn có chút rộng lớn, nhưng đạt tới tu vi như hắn, một khi lực lượng để lộ, rất dễ dàng tạo thành thương tổn cực lớn, vạn nhất chơi sụp nơi đây, liền không tốt lắm. Không cần lo lắng, chiến đấu rất nhanh có thể chấm dứt, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Trương Huyền cười cười. Rất nhanh chấm dứt. Nhăn mày lại, sắc mặt của Trác Thanh Phong có chút khó coi. Nếu như Trương viện trưởng cố ý như thế, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong hừ nhẹ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Lấy ra binh khí đi. Binh khí. Trương Huyền lắc đầu. Không cần phiền toái như vậy, bắt đầu đi. Nguyên thai màu vàng trong cơ thể lột xác thành màu tím, sức chiến đấu bạo tăng không chỉ một lần, coi như đối phương là thánh vực nhị trọng. Với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Ta liền không khách khí.
thấy gia hỏa này còn cuồng hơn đệ tử của hắn, ngay cả binh khí cũng không lấy ra, Trác Thanh Phong tức giận đến sắc mặt trầm xuống, trường kiếm trong tay run lên, gào thét một tiếng, trước tiên đâm tới. Lần này hắn không có áp chế thực lực, lực lượng của thánh vực nhị trọng thần thức cảnh hoàn chỉnh phát huy, trong nháy mắt toàn bộ gian phòng chân khí tàn sát bừa bãi, tựa như sấm rền điên cuồng hét lên. Thật mạnh! Đám người Triệu Bính Tuất, Mi trưởng lão sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Ngay cả đám người Ô Thiên Khung cũng kìm lòng không được đồng tử co rút lại. Dựa theo cấp bậc, làm tứ đại học viện viện trưởng, thực lực còn cao hơn Trác Thanh Phong, nhưng thật muốn chiến đấu. Thua nhất định là bọn hắn. Vị trương viện trưởng này, chỉ có tòng thánh đỉnh phong, cấp bậc thấp nhiều như vậy, đánh như thế nào? Vội vã ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Trương Huyền đối mặt kiếm pháp cuồng bạo như thế, chẳng những không có sợ hãi, còn mang theo mỉm cười, vẫn không nhúc nhích. Hừ! Nhìn ra hắn khinh thường, sắc mặt của Trác Thanh Phong trầm xuống, trường kiếm phun ra hàn mang, giống như độc xà, đâm tới lồng ngực của đối phương. Chỉ là luận bàn, không nhắm ngay chỗ hiểm. Bất quá dù vậy, một khi bị đánh trúng, bằng vào kiếm khí cùng chân khí cuồng bạo, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Ha ha! Thấy trường kiếm của đối phương đi vào trước mặt, mắt thấy liền muốn đâm lên thân, lúc này Trương Huyền mới duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. O-O-N-G. Một kiếm vô cùng huy hoàng của Trác Thanh Phong, giống như độc xà bị nắm bảy tấc, vô luận giãy giụa như thế nào cũng không thể giãy giụa. Cái này! Đồng tử co rụt lại, Trác Thanh Phong lại càng hoảng sợ. Tay không nắm trường kiếm, không chỉ nhãn lực, đối với thời cơ nắm chắc yêu cầu rất cao, quan trọng nhất là, đối với lực lượng yêu cầu cũng rất lớn. Hắn là chiến sư, sức chiến đấu bản thân cường đại, một kiếm mạnh nhất, bị hai ngón tay nhẹ nhàng nắm. Đến cùng làm sao làm được? Đang khiếp sợ, liền thấy thanh niên đối diện nắm trường kiếm, ngón tay buông ra, ở trên sống kiếm nhẹ nhàng búng. Ầm ầm. Ngay sau đó, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ dọc theo thân kiếm tuôn đến, sắc mặt Trác Thanh Phong trắng nhợt, kìm lòng không được lui về sau 7-8 bước. Mỗi một bước, đều dẫm mặt đất ra một dấu chân thật sâu. Sau khi lui xong, như trước cảm thấy trong trường kiếm có lực lượng thật lớn, cứng rắn thừa nhận mà nói, là khó có thể cầm giữ, thân thể tung lên, lần nữa nhảy về phía sau. Bành! Nhảy quá nhanh, lưng đâm vào trên cây cột trong đại điện, sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này mới cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, vội vàng thu hồi kiếm, ôm quyền đi vào trước mặt thanh niên. Đa tạ trương viện trưởng hạ thủ lưu tình. Nếu không phải đối phương lưu lại lực lượng, vừa rồi chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đạn thành bánh thịt. Khó trách có thể giáo dục ra biến thái như Trịnh Dương, Ngụy Như Yên. Nguyên lai vị lão sư này càng thêm biến thái. Thử qua mới biết được, đường đường thánh vực nhị trọng, quả nhiên đánh không lại người ta. Khách khí. Hắn chỉ vì biểu hiện ra thực lực, mục đích đạt tới, không cần phải tiếp tục tiến công. Hàn huyên một câu, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Ngô sư cách đó không xa. Không biết loại thực lực này, có tư cách qua hay không? Chương 1805, Ngô sư xấu hổ một. Cái này, nhìn một màn này ở trong mắt, lông mày Ngô sư nhảy dựng. Tòng thánh tay không đánh bại chiến sư thánh vực nhị trọng. Cái này có chút quá kinh khủng a. Mấu chốt nhất là hắn vừa nói người ta không có thực lực, hiện tại ngay tại chỗ đánh bại Trác chiến sư, quả thực chính là trần trụi làm mất mặt. Căn cứ tin tức ta biết rõ, trong di tích này có rất nhiều cường giả dị linh tộc, một khi bị bắt, ngay cả danh sư lục tinh đỉnh phong như Vưu Hư cũng không thể chống lại. Người có tự tin gì, cảm giác mình có thể chống cự. Chắp hai tay sau lưng, Ngô sư lạnh lùng nhìn qua, mang theo ngữ khí chất vấn. Người gặp qua dị linh tộc sao? Cùng bọn họ đã từng quen biết sao? Biết rõ bọn họ đáng sợ sao? Ta! Trương Huyền đang muốn trả lời, liền thấy danh sư thất tinh ở đối diện lần nữa khoát tay áo. Nói thiệt cho người biết, ta cùng bọn hắn chiến đấu qua, tự tay chém giết 52 tên, bọn hắn không chỉ thực lực mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu, càng trọng yếu là trong cơ thể tỏa ra sát lục chi khí, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Gặp phải loại người này, cũng không phải sức chiến đấu của ngươi mạnh mẽ có thể chống cự. Càng trọng yếu là tâm cảnh cùng ý chí, nếu như không có loại năng lực này, tốt nhất không đi cho thỏa đáng. Hắn không phải cố ý nhằm vào Trương Huyền, mà là lần này thực sự quá nguy hiểm, không thể xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, nếu không gây chuyện không tốt sẽ toàn quân bị diệt. Coi như sức chiến đấu của đối phương rất mạnh, có một lão sư rất lợi hại,
cũng không quá đáng là một người trẻ tuổi chưa tới 20 tuổi, loại thiên tài này hắn thấy cũng nhiều, gặp phải dị linh tộc đáng sợ, rất dễ dàng bị công phá tâm lý, xuất hiện biến cố không thể biết được. Đối với dị linh tộc, biết rõ đối phương bổn ý cũng không xấu, chỉ là làm lãnh đạo lâu, có chút chủ quan ước đoán, Trương Huyền lắc đầu, đang muốn giải thích, liền thấy một trưởng lão vội vã từ bên ngoài đi vào. Viện trưởng, đi vào trước mặt vội vàng ôm quyền. Thấy sắc mặt của hắn không đúng, Trương Huyền nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Vị trưởng lão này xoắn suýt một chút, mở miệng nói. Bẩm báo viện trưởng, Lục Phong viện, Lục sư cầu kiến. Lục Phong cùng vị Trương viện trưởng này có mâu thuẫn, thiếu chút nữa bị khai trừ tư cách danh sư, tuy chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, nhưng mà hắn cũng biết rõ. Từ đó có thể thấy, hai người quan hệ khẳng định không hợp lắm, bây giờ chạy tới tìm viện trưởng, khiến hắn cảm thấy lúng túng, không biết nên bẩm báo như thế nào. Lục Phong. Không biết ý nghĩ của hắn, Trương Huyền sửng sốt một chút, ngẫu nhiên bật cười. Rời khỏi phong ấn, chuyên môn đi tìm đám người kia, nhưng không tìm được. Hiện tại xem ra, bọn hắn thật đi ra địa quật. Cho mời. Khoát tay áo. Vâng. Thấy viện trưởng cũng không bởi vậy trách cứ, vị trưởng lão này nhẹ nhàng thở ra, quay người vội vã đi ra ngoài. Thời gian không lâu, một lão giả liền theo ở phía sau đi đến, không phải Lục Phong thì là ai. Lúc này Lục Phong không có phong mang như lúc trước, hai mắt chất phác, thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác càng thêm bình tĩnh ổn trọng. Xem ra trải qua sự tình lần trước, tâm tính cả người đã có biến hóa cực lớn. Viện trưởng, người quả nhiên không có việc gì, thật sự là quá tốt. Chứng kiến thanh niên an ổn ngồi ở trong đại sảnh, Lục Phong nhẹ nhàng thở ra. Tuy đoán ra hắn không có việc gì, đã rời địa quật, nhưng tận mắt thấy, vẫn cảm thấy đáy lòng buông lỏng. Nếu như không phải vị này, bọn hắn khẳng định đã chết, đối phương bất chấp nguy hiểm cứu, hơn nữa chém giết nhiều dị linh tộc như vậy, ân tình to lớn, như là tái tạo. Đương nhiên không có việc gì, ngược lại là các ngươi, thương thế đều tốt chứ. Trương Huyền cười cười. Thương thế của chúng ta đã khỏi hẳn, là viện trưởng phấn đấu quên mình, xuất thủ cứu giúp mới khiến cho chúng ta còn sống, không đến mức gây thành sai lầm lớn, xin nhận Lục Phong cúi đầu. Nói xong, liền muốn quỳ rạp xuống đất. Lục sư khách khí. Thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền đi vào trước mặt, đỡ lên. Chứng kiến hai người nguyên bản còn có mâu thuẫn, bây giờ khách khí như thế, đám người mi trưởng lão cùng triệu trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Tưởng Thanh cầm viện trưởng ở một bên nhìn không được hỏi. À, là như thế này. Nghe được hỏi thăm, Lục Phong nhẹ gật đầu. 5 ngày trước, Trương viện trưởng đích thân xuống địa quật, cứu 40 vị danh sư lục tinh chúng ta, hơn nữa một mình chém giết hơn 200 dị linh tộc thánh vực cấp cùng 2 vị vương giả thánh vực tứ trọng. Ta đã hồi báo chuyện này cho tổng bộ, vừa mới đạt được trả lời thuyết phục, vốn chỉ nghĩ không thể để cho công huân của Trương viện trưởng mai một, không nghĩ tới viện trưởng đã đi ra địa quật. Đích thân xuống địa quật, cứu hơn 40 vị danh sư, chém giết hơn 200 dị linh tộc thánh vực cấp, còn có vương giả. Nghe được lời của hắn, chung quanh yên lặng, một sư mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, càng mở to hai mắt, thiếu chút nữa không có ngay tại chỗ ngất đi. Vừa nói đối phương chưa thấy qua dị linh tộc, vị Lục Phong này chạy tới nói hắn đã giết hơn 200. Thật hay giả? Coi như là hắn, đường đường cường giả thánh vực tứ trọng, cũng không có giết qua nhiều như vậy. Chương 1806, một sư xấu hổ 2. Mấu chốt nhất còn có 2 vị vương giả. Vương giả dị linh tộc đáng sợ, không cần nghĩ cũng biết, coi như là hắn gặp gỡ, cũng chỉ có một con đường chết, nghe khẩu khí của Lục Phong, vị Trương viện trưởng này không chỉ không có việc gì, còn một hơi giết 2 tên. Khiến hắn cảm thấy hô hấp có chút hít thở không thông, phản ứng không kịp. Ngươi nói đều là thật. Thật sự nhìn không được nhìn sang. Đương nhiên, ta có thể lấy tánh mạng của mình đảm bảo. Lục Phong gật đầu. Hơn nữa chúng ta đã truyền tình huống kỹ càng cho tổng bộ. Tổng bộ đã xác nhận, hơn nữa đổi thành công huân, để bày ra ban thưởng. Hôm nay ta tới chính là đưa những công huân này cho viện trưởng. Nói xong, cổ tay Lục Phong khẽ đảo, lấy ra một ngọc bài màu vàng nhạt đưa tới. Viện trưởng, người tiêu phí tâm huyết chu sát nhiều dị linh tộc như vậy, cứu chúng ta cũng không thể để công lao của ngươi mai một. Tổng bộ căn cứ tình huống lúc đó đưa cho đánh giá, tổng cộng là 1.211 điểm. Hơn 1.000 điểm. Thân thể Ngô sư nhoáng một cái, thiếu chút nữa thổ huyết.
Từ 16 tuổi, chém giết dị linh tộc thứ nhất bắt đầu, đến bây giờ đạt tới danh sư thất tinh thượng phẩm. Mấy trăm năm tất cả công lao chung vào một chỗ cũng chỉ có 22 điểm. Đã đủ để tự ngạo, khiến vô số người sợ hãi than. Vừa cười nhạo Trương viện trưởng này không có công lao, kết quả người ta liền vung ra hơn 1.000 điểm. Có cần khoa trương như vậy hay không? Coi như thật chém giết hơn 200 dị linh tộc thánh vực cấp, cùng hai vương giả cũng không có nhiều như vậy a. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng nghi vấn. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, Lục Phong nói tiếp. Những dị linh tộc này xuyên thấu qua địa quật phong ấn mà đến, mang theo nhiệm vụ đặc thù, rõ ràng mưu đồ làm loạn, một khi để chúng chạy trốn ra, toàn bộ Hồng Viễn Đế quốc sẽ thừa nhận đả kích tính hủy diệt, Trương viện trưởng giết bọn chúng, tương đương với ngăn trở âm mưu, công lao to lớn không thể đo lường, hơn 1.000 điểm đã là ít. Cái này, mọi người giờ mới hiểu được. Đích xác, giết mấy dị linh tộc, công lao khả năng không lớn, nhưng mà nếu như ngăn trở âm mưu của bọn hắn, cứu vớt vô số sinh mệnh, mới là đại công huân. Còn có một việc, hiện tại tổng bộ không có xác nhận, bất quá đã phái người xuống xác minh, một khi xác nhận khả năng sẽ không chỉ là hơn 1.000 điểm, mà có thể là mấy vạn điểm, hơn 10 vạn điểm. Không để ý tới mọi người khiếp sợ, Lục Phong nói tiếp. Mấy vạn điểm, hơn 10 vạn điểm, rút cuộc là công lao lớn cái gì? Mục sư vội vàng hỏi. Chém giết một dị linh tộc thánh vực cấp cũng được không đến một điểm, bởi vậy có thể thấy được công lao khó như thế nào. Thoáng cái hơn 1.000 điểm, đã làm cho người khác chấn kinh, rõ ràng còn có mấy vạn điểm, hơn 10 vạn điểm chờ xác minh, rút cuộc là cái gì. Không chỉ hắn nghi hoặc như thế, đám người ngô sư, mi trưởng lão cũng vẻ mặt tràn đầy mê mang, nghĩ mãi mà không rõ. Là như vậy, ta vừa mới xuống địa quật một chuyến, phát hiện phong ấn ngăn cản chiến trường ngoại vực đã được chữa trị triệt để. Đây là viện trưởng làm a? Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại. Không chữa trị phong ấn, dị linh tộc còn sẽ xâm lấn, ta liền hao tốn vài ngày thời gian, dựa theo phương pháp lão sư đã từng truyền thụ, tu bổ một chút. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Quả nhiên, ánh mắt Lục Phong sáng lên. Hắn ở địa quật ngây người hơn 3 tháng, biết rõ trình độ phong ấn mài mòn, vốn tưởng rằng lần này dị linh tộc tới đây cũng không phải trường hợp đặc biệt, về sau khẳng định còn sẽ liên tục không ngừng, ai ngờ lại đi nhìn, phong ấn đã hoàn hảo không tổn hao gì. Tất cả bọn hắn chung ở một chỗ cũng không làm được, khả năng duy nhất chính là vị Trương viện trưởng sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích này. Người khác muốn nói có thể chữa trị, hắn không tin, nhưng mà vị Trương viện trưởng này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, không thể không tin. Nguyên nhân chính là như thế, mới hỏi xác minh. Quả nhiên lấy được đối phương khẳng định. Tu bổ phong ấn, miễn trừ dị linh tộc tiến công, tương đương một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, công huân cực lớn, không thể đo lường, đừng nói mấy vạn điểm, hơn 10 vạn điểm cũng là ít. Về phần đánh giá như thế nào, chỉ có thể để người tổng bộ tới quan sát, mới có thể cho ra đáp án rõ ràng. Cái phong ấn này không phải liên lụy không gian pháp tắc sao? Cũng có thể tu bổ. Nếu như thật, đây thật là đại công huân tạo phúc cho nhân loại. Đến cùng làm sao làm được? Nghe hai người đối thoại, mọi người chung quanh đều ngây người. Vừa rồi ngô sư còn cảm thấy mình siêu phàm, càng như là bị sét đánh. Đúng rồi, viện trưởng, thời điểm ta đi phong ấn còn phát hiện có chút tổn thương, lần này qua đã hoàn hảo rồi. Nếu như không nhìn lầm, người hẳn là mới từ địa quật đi ra a. Nhớ tới một sự kiện, Lục Phong nhịn không được nói. Vì tìm kiếm Trương Huyền, lúc trước hắn cũng tới chỗ phong ấn. Biết rõ tình huống, lần này qua đã hoàn hảo, nói rõ vừa chữa trị không lâu. Ân, mới ra không đến nửa canh giờ. Trương Huyền cười khổ. Ngươi xem, ngay cả y phục cũng không kịp đổi. Vừa cứu vớt toàn bộ Hồng Viễn Đế Quốc, chém giết mấy trăm dị linh tộc, trải qua cửu tử nhất sinh, từ trong địa quật đi ra, nghe được tụ hợp chuông vang lên, ngay cả nghỉ ngơi cũng không có, quần áo cũng không kịp đổi, đã tới rồi. Ta lại có thể bởi vì hắn đến trễ mà trách tội. Cảm thấy cái giá của hắn rất lớn. Nghe được lời này, khuôn mặt của ngô sư trở nên đỏ bừng, hận không thể có một địa phương chui vào. Chương 1807, Trương Huyền muốn trao đổi một. Làm danh sư thất tinh thượng phẩm, hắn đối với vị Trương Huyền này không có bất kỳ ý kiến, trái lại, đối với thiên tài, còn ôm thái độ thưởng thức. Sở dĩ vừa thấy mặt đã không có sắc mặt tốt, chủ yếu bởi vì Vưu Hư, khiến hắn phẫn nộ. Tự nhiên giận chó đánh mèo đến vị tân nhiệm viện trưởng này, còn nữa, đối phương thật sự quá trẻ, tuổi như thế liền trở thành viện trưởng,
khó tránh khỏi sẽ đắc chí vừa lòng, cần đánh bóng một chút. Vốn tưởng rằng răn dạy vài câu, khiến đối phương biết trời cao đất rộng, nhân ngoại hữu nhân. Kết quả, người ta cái cảm giác gì cũng không có, biến thành hắn biết rõ trời cao đất rộng, nhân ngoại hữu nhân rồi. Ngẫm lại cũng cảm thấy run rẩy. Khó trách có thể trở thành viện trưởng, khiến mục sư khen không dứt miệng, cam tâm tình nguyện xưng hô sư thúc. Quả nhiên không đơn giản. Cười khổ một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Hắn luôn khâm phục người công huân lớn, vị trước mắt này, bằng vào sức một mình cứu hơn 40 vị danh sư lục tinh, càng không để ý thân phận viện trưởng, thân nhập địa quật, chém giết dị linh tộc, tu bổ phong ấn. Vô luận bên nào, đều đáng giá kính nể. Trương viện trưởng, là ta không rõ ràng tình huống, lúc trước có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Biết rõ những thứ này, ngô sư không có làm dáng, tiến về phía trước một bước, trong ánh mắt lộ ra thành khẩn. Danh sư chú ý tâm cảnh, sai chính là sai, coi như hắn là danh sư thất tinh thượng phẩm, nên nhận sai cũng sẽ nhận. Ngô sư nói quá lời, mọi người đều là danh sư, đều vì nhân tộc, cẩn thận một ít cũng là nên phải. Trương Huyền gật đầu. Đúng vậy, đều vì nhân tộc. Ngô sư nhẹ gật đầu, không hề xoắn xuýt. Tốt rồi, nếu như tất cả mọi người đã đồng ý, một tháng sau, chúng ta đúng giờ hội tụ ở Hỏa Nguyên Thành. Hỏa Nguyên Thành. Ân. Cái di tích này căn cứ vưu hư khai báo, cùng danh sư đường chúng ta thăm dò, ngay ở phụ cận Hỏa Nguyên Thành. Ngô sư nói, Hỏa Nguyên Thành ở biên giới Hồng Viễn Đế Quốc, nếu như ta nhớ không lầm, có lẽ cách Phong Thánh Đài rất gần a. Trong đầu có một địa đồ của Hồng Viễn Đế Quốc hiển hiện, Trương Huyền nói. Hỏa Nguyên Thành, ở biên giới của Hồng Viễn Đế Quốc, cùng Phong Thánh Đài chỉ cách mấy trăm dặm, nguyên nhân chính là như thế, vô số người hành hương sẽ ở chỗ này. Từ đó làm cho kinh tế cực kỳ phát đạt. Phải, khoảng cách rất gần. Ngô sư lên tiếng. Phong Thánh Đài là địa phương khổng sư Phong Thánh, chỗ di tích này, có lẽ cũng có quan hệ, đương nhiên, tình huống cụ thể, từ tin tức chúng ta biết được, còn là quá ít, không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Ân. Mọi người gật đầu. Liên lụy đến khổng sư, bất luận kẻ nào cũng nói năng thận trọng, không phải là không có chứng cứ, liền tùy ý phỏng đoán. Nói Phong Thánh Đài này, liền không thể không nói sự tình đoạn thời gian trước, khả năng đại bộ phận các ngươi còn không biết a. Giải thích một câu, Ngô sư cười cười, nhìn về phía mọi người. Phong Thánh Đài, có khổng sư ghi lại, 3 tháng trước, lại có người phá giải hàm nghĩa chính thức của hắn, chấn động một thời. Nói thật, ta thật muốn mở mang kiến thức, vị cường giả đạt được khổng sư nhận thức này, đến cùng có loại thực lực nào, nếu có cơ hội, còn muốn bái hắn làm thầy, học tập hắn. Trong mắt sùng bái càng ngày càng đậm, ngô sư nói đến một nửa, liền thấy Ngũ Nhiên ở cách đó không xa, sắc mặt đỏ lên, nhịn không được nhíu mày. Ngũ viện trưởng, ngươi làm sao? Ta nhớ không sai, ngươi hẳn là Phong Thánh Hội hội trưởng A, chuyên môn nghiên cứu khổng sư lưu trữ nhiều năm như vậy, cũng không có đạt được kết quả, bị một ngoại nhân nghiên cứu ra. Chẳng lẽ không cảm thấy khâm phục? Khục khục, ánh mắt có chút hoa lên, Ngũ Nhiên nhịn không được nữa. Ngô sư, ngươi nói vị cường giả phá giải khổng sư lưu trữ kia. Ngay ở chỗ này. Ở đây. Ngô sư sững sờ, con mắt trợn tròn. Người nào? Chính là, Trương viện trưởng ngươi vừa nói cái giá rất lớn kia. Ngũ Nhiên cười khổ. Trương viện trưởng. Ngô sư nhoáng một cái, thiếu chút nữa không có thổ huyết té xỉu. Nói giỡn à. Ngươi một cái tòng thánh, lại có thể tìm ra khổng sư lưu trữ sai lầm. Bề ngoài giống như, là ta. Trương Huyền cũng có chút lúng túng. Cái này gọi là chuyện gì, vừa nãy còn mắng hắn giống như cháu trai, hiện tại nhao nhao tới muốn bái sư. Ai, người quá ưu tú, sẽ thường xuyên gặp phải những thứ này, những vấn đề kia, thật sự có chút sầu muộn a. Khổng sư lưu trữ, vài vạn năm qua, tất cả mọi người cho rằng là chính xác, nghiêm khắc dựa theo tu luyện, ngươi lại tìm ra sai lầm, chính diện chất vấn. Cái này, bờ môi run rẩy, ngô sư sắp điên rồi. Vốn cảm thấy, hắn là danh sư thất tinh thượng phẩm, đến Hồng Viễn Học Viện thẩm phán vưu hư, thuận tiện giáo huấn viện trưởng một chút, để đối phương lấy đó làm gương. Kết quả, không nghĩ tới, người không có giáo huấn, bản thân lại bị dọa đến sắp choáng. Khổng sư lưu trữ, vài vạn năm qua, không ai dám chất vấn, thậm chí trong lòng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Loại ý nghĩ này đã thâm căn cố đế, không cách nào sửa lại. Nguyên nhân chính là như thế, nghe được có người chất vấn. Tìm ra Phong Thánh Đài nhắn lại sai lầm, là cực kỳ khiếp sợ,
này bằng với phá vỡ tư duy cố định trăm ngàn năm qua, khiêu chiến quyền uy của Khổng Sư. Vốn tưởng rằng là một cường giả thực lực cường đại tới cực điểm, ít nhất cũng là thánh vực tam tứ trọng. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, là thanh niên hắn vừa mới quát lớn xong, chỉ có 20 tuổi. Có thể nói, gia hỏa này hôm nay cho hắn khiếp sợ, còn nhiều hơn hắn cả đời gặp qua. Làm cho người ta cảm thấy không kịp nhìn, cũng không thể tin được. Không có gì, Khổng Sư cũng là người sẽ có sai lầm. Thấy hắn sợ đến như vậy, Trương Huyền lắc đầu. Chương 1808, Trương Huyền muốn trao đổi hai. Người nào không sai lầm, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Ngươi, nghe nói như thế, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, Ngô Sư càng vung tay, phong ấn bốn phía, sợ có người nghe được. Viện trưởng, Khổng Sư là vạn thế chi sư, không thể đơn giản thảo luận. Thấy hắn không biết rõ tình hình, mi trưởng lão vội vàng truyền âm. Trương Huyền gãi đầu, lúc này mới nhớ tới, ở thế giới này, danh sư cấp thấp là không thể vọng nghị danh sư cao cấp. Nguyên nhân chính là như thế, thân phận của Dương Huyền mới không có danh sư cấp bậc cao hơn tới đây điều tra. Khổng Sư với tư cách đứng đầu danh sư, vạn thế chi sư, tự nhiên càng không thể nghị luận lung tung, giống như hắn, trong lời nói không có quá nhiều tôn kính, một khi tin tức truyền đi, tất nhiên lọt vào tất cả danh sư chỉ trích. Thậm chí bị đánh chết ngay tại chỗ cũng có khả năng. Người danh sư đại lục, từ nhỏ tiếp xúc sư đạo, đối với sư, đã sớm có một loại kính nể ở sâu trong nội tâm, mà hắn còn bảo lưu lấy tư tưởng kiếp trước, nói tự nhiên kinh thế hãi tục, làm cho người khó có thể tiếp nhận. Xem ra sau này nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận một ít, nếu không bị người bắt lấy nhược điểm, muốn giải thích cũng giải thích không rõ. Là lỗi lầm của ta, vừa rồi lời nói có sai, mong chư vị không cần để ở trong lòng. Nghĩ vậy, vội vàng ôm quyền. Vừa rồi Trương viện trưởng nói cái gì, ta không nghe thấy. Phản ứng cực nhanh, mi trưởng lão vội vàng cười nói. Đúng vậy, chúng ta không nghe thấy. Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Nói thẳng Khổng Sư sai lầm, nghe được còn không bằng không nghe, đã như vậy, còn không bằng giả hồ đồ. Một là miễn cho phiền toái, thứ hai, cũng sẽ không đắc tội vị Trương viện trưởng này. Trương viện trưởng, hai đệ tử Vương Dĩnh, Lưu Dương của ngươi, cũng muốn tiến hành khảo hạch chiến sư, ngươi xem lúc nào thuận tiện. Mau chóng thi xong. Chúng ta cũng tiện khởi hành. Vì hóa giải bầu không khí lúng túng, Liêu Tùng nói. Khảo hạch chiến sư, ngày mai đi. Trương Huyền trần trừ một chút. Mặt khác, ta muốn cùng chiến sư điện các ngươi trao đổi, ngươi xem lúc nào thuận tiện, ta ở học viện thành lập một tổ chức đệ tử, gọi là Huyền Huyền Hội, đến lúc đó có thể mang theo, đi chỗ các ngươi giao lưu. Tu luyện không phải xa rời thực tế, chiến sư đường chiến lực hùng hậu, nếu như có thể mang người của Huyền Huyền Hội qua kiến thức một phen. Tất nhiên có thể làm cho bọn hắn lịch duyệt tăng nhiều, đối với về sau thực lực tăng lên có chỗ tốt rất lớn. Chuyện này, mấy ngày hôm trước đang suy tính, đối phương hỏi thăm, liền cùng nhau nói ra. Huyền Huyền Hội, trao đổi. Nhớ tới tình cảnh hai ngày trước, mới vừa vào học viện gặp phải, sắc mặt của Liêu Tùng trắng nhợt, trái tim run lên. Hiện tại hắn đối với hai chữ, Huyền Huyền, có bóng mở rồi. Trao đổi là chuyện tốt, nhưng mà... Huyền Huyền Hội mấy vạn quái thai, một khi qua, có thể trực tiếp đánh chiến sư đường hoài nghi nhân sinh hay không? Thế nào, có khó khăn? Thấy hắn lông mi nhảy loạn, biểu lộ giống như ăn hai cân dưa muối, Trương Huyền hỏi. Ngược lại không phải làm khó. Cắn răng một cái, Liêu Tùng nói. Là như vậy, phân bộ chiến sư đường ở Thanh Nguyên Đế Đô, khoảng cách nơi đây đại khái cần một tháng lộ trình, ta đến nhanh, là vì thời điểm nhận được Trác Thanh Phong đưa tin, đang ở phụ cận. Một tháng sau, chỗ di tích kia sẽ mở ra, nếu như chúng ta may mắn sống sót, lại trao đổi cũng không muộn. Thanh Nguyên Đế Đô cách nơi này rất xa, coi như cưỡi thánh thú, cũng không phải một ngày hai ngày có thể đến. Cũng đúng, nếu không, một lát nữa trước mang bọn ngươi đi xem, chúng ta trước trao đổi một phen, các ngươi cũng chỉ điểm cho những người kia một chút, tu vi của bọn hắn rất yếu, cần mở mang tầm mắt, nhìn thấy cao thủ chân chính. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền cười nói. Lũ tiểu tử Huyền Huyền Hội kia, chỉ nghe giảng bài, không có thực chiến qua, nếu có người chiến sư đường bồi luyện, tiến hành thực chiến, có lẽ tiến bộ rất nhanh. Chỉ điểm, còn, cao thủ. Khóe miệng co lại, Liêu Tùng sắp choáng. Bọn hắn ở trước mặt người khác được coi là cao thủ, nhưng ở Huyền Huyền Hội. Cao cái lông A. Cũng không phải chưa thấy qua, vừa vào cửa đã bị đánh tìm không rõ đông nam tây bắc,
qua chỉ điểm bọn hắn. Nói đùa gì vậy? Hay là thôi đi, ta cảm thấy không có tất yếu. Liêu Tùng lúng túng, khoát tay. Chỉ là trao đổi mà thôi, chẳng lẽ Liêu Chiến Sư cảm thấy người học viện chúng ta thực lực quá kém, không đáng ngươi chỉ điểm. Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc. Liêu Chiến Sư trải qua, hắn tự nhiên không biết rõ tình hình, nhưng thấy Chiến Sư lấy chiến đấu làm chủ, đối với chiến đấu chối từ tới chối từ đi, tràn đầy kỳ quái. Loại người này không phải nghe được muốn trao đổi, đều vội vã chạy tới sao? Đây là thái độ gì? Không phải. Liêu Tùng vội vàng khoát tay. Vậy thì được rồi, mọi người luận bàn, lẫn nhau học tập, cũng không có gì. Khả năng đến lúc đó xin các ngươi thủ hạ lưu tình, đừng đánh bọn chúng quá thảm. Trương Huyền cười cười. Được. Thấy đối phương thái độ nghiêm túc, vẻ mặt chân thành, không giống như nhục nhã bọn hắn, Liêu Tùng đành phải nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo thấy chết không sờn. Cũng đúng, trao đổi nhiều, đối với sức chiến đấu của chiến sư bọn họ tăng lên, cũng có trợ giúp. Nếu như đối phương thành khẩn yêu cầu, qua trao đổi một chút, cũng không sao. Chương 1809, đi vào Huyền Huyền hội 1. Cùng đối phương thương nghị xong, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Triệu Bính Tuất, phân phó một tiếng. Đúng rồi, Triệu trưởng lão, ngươi cũng chuẩn bị một chút, học viện chúng ta cũng chế tạo một chiếc phi chu cỡ lớn. Triệu Bính Tuất gật đầu. Tuy phi chu cực lớn, nhưng luyện khí sư học viện mấy vạn đệ tử, muốn luyện chế, không tính quá khó khăn, trước kia sở dĩ không làm, là vì thánh thú khống chế phi chu khó có thể tìm kiếm. Vân Vũ lĩnh 9 đại vương giả toàn bộ thuần phục, hơn nữa tất cả thánh thú trong đó, tìm ra hơn 10 con là cực kỳ đơn giản. Nếu như muốn dẫn Huyền Huyền hội tới trao đổi, chỉ bằng vào linh thú bay qua, không biết năm nào tháng nào, cưỡi phi chu tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Thương nghị hoàn tất, mọi người lại hàn huyên vài câu. Ngô sư mở miệng nói. Hỏa Nguyên Thành cách nơi đây khoảng một tuần đi đường, di tích không có mở ra mà nói, đi sớm cũng không có tác dụng, ta xem không bằng như vậy. Trong khoảng thời gian này, chư vị riêng phần mình chuẩn bị, đến lúc đó, chúng ta ở Hỏa Nguyên Thành gặp mặt là được. Tốt. Mọi người đồng thời gật đầu. Di tích không có mở ra, đi sớm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trái lại nhiều đại nhân vật như vậy chạy đến tiểu thành xa xôi, rất dễ dàng gây nên phiền toái, còn không bằng đi chuẩn bị. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong, Ngô sư không hề lưu lại, cùng Mộc sư bay ra phía ngoài. Đám người Ô Thiên Khung, bởi vì khoảng cách nơi đây rất xa, trở về một chuyến sẽ phiền toái, liền tiếp tục lưu lại. An bài do đám người Mi trưởng lão chiếu cố, Trương Huyền lại mời Liêu Tùng, Trác Thanh Phong cùng tất cả chiến sư, đi tới tổng bộ của Huyền Huyền hội. Còn chưa tới trước mặt, liền thấy không ít người đang tu luyện, quyền phong gào thét, từng cái lực lượng 10 phần. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trầm thấp xuống, một cỗ lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, Trương Huyền nhìn không được gào thét. Dừng lại cho ta, cái này là luyện cái đồ chơi gì? Huyền Huyền hội, là hắn một tay thành lập, ký thác kỳ vọng rất lớn, nguyên nhân chính là như thế, mới không ngại cực khổ dạy học, thậm chí mới chiến sư tới chỉ điểm. Vốn tưởng rằng bản thân trả giá, sẽ tìm được kết quả, ai ngờ tới đây nhìn qua, bọn người kia đều luyện. Cái đồ chơi gì à? Chiêu số nông rộng, lực lượng suy yếu, ý thức chiến đấu quá kém. Giống như vài ngày chưa ăn cơm, các ngươi bắt ruồi sao? Cái đồ chơi gì? Nghe được quát lớn, đám người Liêu Tùng, Trác Thanh Phong liếc mắt nhìn nhau, khóe mắt đều nhảy dựng. Trong mắt bọn hắn, đám người kia luyện tập đã rất đáng sợ. Thế nào đến trong miệng đối phương, biến thành cái đồ chơi gì? Yêu cầu cũng quá cao đi. Viện trưởng, đám người Nhược Hoan, Tống Siêu vội vã đi vào trước mặt. Trước khi ta đi, chỉ điểm cho các ngươi, đều học đi nơi nào. Trương Huyền tức giận nói. Đều là cái gì? Tiêu phí nhiều tâm huyết như vậy, giảng bài cho các ngươi, kết quả học thành cái dạng này. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Chúng ta, nghiêm túc học à? Sắc mặt đám người Nhược Hoan đỏ bừng. Đây cũng gọi là nghiêm túc. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Trương Huyền chỉ mấy đệ tử cách đó không xa. Vừa rồi hắn hy triển chiêu thu phong hóa vũ, thoạt nhìn rực rỡ tươi đẹp, trên thực tế chó má cũng không phải, muốn nhiều hư chiêu như vậy làm gì. Thời điểm chiêu thứ nhất, chỉ cần tay di chuyển lên 3 phần, đối thủ sẽ lập tức trúng chiêu, ngã xuống đất không dậy nổi. Nói xong chỉ một bên khác. Hắn dùng thanh diệp kiếm pháp, rõ ràng là chiêu số tiến công, lại luyện thành phòng ngự, nếu phòng ngự tốt thì thôi, lúc này chỉ cần có người trầm xuống,
công kích hạ bàn của hắn, ngươi cảm thấy sẽ có kết quả gì? Còn có loạn ma truy pháp kia, thoạt nhìn khí thế rộng rãi, trên thực tế chân khí cùng lực lượng không nối liền, nếu như bị người phát hiện tiết điểm chân khí giao nhau, không cần xuất thủ, một ánh mắt cũng có thể khiến chân khí tương trùng, bản thân bị trọng thương. Cái này, ngón tay Trương Huyền điểm nhẹ, liên tục chỉ ra 7-8 người, mỗi nói một câu, đệ tử bị chỉ vào vẻ mặt đều xấu hổ. Đối với những điểm vừa nói kia, lúc trước trên tiết học viện trưởng đều giảng giải qua, chỉ là vận dụng không có tự nhiên như vậy mà thôi. Lúc này nghe được quát lớn, không dám phản bác một câu. Cũng khó trách hắn giận. Hắn giảng giải tri thức, không hề giữ lại, bỏ ra tất cả tâm huyết, vốn tưởng rằng qua nhiều ngày như vậy, mọi người có thể lĩnh ngộ 6-7 thành, hiện tại xem ra, ngay cả 2 thành cũng không có lĩnh ngộ. Cái ngộ tính này, không khỏi quá kém đi. Đương nhiên, hắn không có ý thức được chính là, một lần hành trình địa quật, cấp bậc của hắn không chỉ đột phá, phong thánh giải sửa chữa lần nữa, lý giải đối với chiến đấu cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhãn lực cùng kiến thức đều gia tăng, tự nhiên nhìn những học sinh này khắp nơi đều là lỗ thủng, không có tiến bộ. Cái này, Liêu Tùng, Trác Thanh Phong hô hấp dồn dập. Trong mắt bọn hắn, chiêu số không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt, vô cùng cường đại, lại có thể có nhiều thiếu sót như vậy, nhãn lực của gia hỏa này cũng quá mạnh a. Khó trách mới tòng thánh, đơn giản liền đánh bại thánh vực nhị trọng chiến sư. Chỉ phần nhãn lực này, liền không phải bọn hắn có thể so sánh. Liêu sư, nếu như bọn hắn khắp nơi đều là thiếu sót, chúng ta không phải có thể lợi dụng một chút, rửa sạch hổ thẹn trước kia. Trong lòng đang cảm khái, liền nghe được Chu Diệp truyền âm tới. Đường đường chiến sư Đường Bách Phu trưởng, vừa đến đã bị đệ tử bình thường của học viện đập, trong lòng một mực nghẹn khuất a. Giờ phút này nghe nói bọn người Huyền Huyền hội kia, trong tu luyện lại có thể có nhiều thiếu sót như vậy, lập tức mắt sáng rực lên. Là có thể lợi dụng, bất quá, thiếu sót của bọn họ, cũng không phải dễ dàng tìm như vậy. Liêu Tùng lắc đầu. Trương viện trưởng nói đơn giản, nhưng lấy nhãn lực của hắn cũng nhìn không ra, hắn không tin thuộc hạ của mình có thể phát hiện. Nhìn cũng nhìn không ra, làm sao có thể lợi dụng. Vậy chúng ta có thể tìm yếu nhất trong bọn họ đối chiến. Hơn 3 vạn người, ta không tin mỗi cái đều mạnh mẽ. Chu Diệp nói. Cái này. Chương 1810, đi vào Huyền Huyền hội 2. Liêu Tùng trần chờ. Đối phương nói không sai, người ngộ tính khác biệt, coi như danh sư chỉ điểm đồng dạng, học được cũng không đồng dạng. Huyền Huyền hội hơn 3 vạn người, có cường đại, tự nhiên cũng có nhỏ yếu. Thật giống như mấy cái hiện tại Trương viện trưởng quát lớn, rõ ràng không đủ mạnh mẽ. Tốt rồi, chiến đấu không phải chắc chắn phải vậy, mà cần suy tư nhiều hơn. Quát lớn mọi người xong, Trương Huyền nhìn mọi người giới thiệu. Đám người Liêu chiến sư, chắc hẳn không cần ta giới thiệu. Ta chuyên môn mời bọn họ tới, chỉ điểm cho các ngươi. Một lát nữa học tập cho tốt, ngàn vạn lần không được lười biếng. Vâng, mọi người nhẹ gật đầu. Liêu chiến sư, đây chính là những học viên ta nói với các ngươi, chỉ dạy bọn hắn một buổi. Sức chiến đấu, người xem rồi chỉ điểm là được, tốt nhất để cho bọn họ biết, thực lực chân chính của chiến sư. Giới thiệu cho mọi người xong, Trương Huyền cười nói. Ách, Liêu Tùng đang muốn nói chuyện, liền thấy Nhược Hoan đi tới. Liêu sư, chúng ta lại gặp mặt. Lúc trước không biết thân phận của đối phương, người của bọn hắn tàn nhẫn đánh một trận, bây giờ suy nghĩ một chút liền ngại ngùng. Đúng vậy, lại gặp mặt. Liêu Tùng cũng nhẹ gật đầu. Các ngươi trao đổi đi, ta còn có một số việc, đi trước rồi. Khai báo một câu, Trương Huyền khoát tay áo. Nếu như có 1 tháng, hắn tính toán thừa cơ đi Tĩnh Viễn Thành một chuyến, tìm kiếm độc điện, giải quyết tình huống của Ngụy Như Yên. Trước khi đi, tự nhiên phải an bài xong tất cả mọi chuyện. Bọn chiến sư này, chính là dùng để ma luyện thành viên Huyền Huyền hội. Để cho bọn họ thích ứng cùng chiến sư chiến đấu, biết rõ chênh lệch, về sau thời điểm đi trao đổi. Sẽ không quá mất mặt. Cáo từ. Thấy hắn có việc phải đi, Liêu Tùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ôm quyền. Đối phương không ở nơi đây, tự nhiên tốt nhất, thật muốn đánh thua, cũng không mất mặt nhiều. Ân. Trương Huyền quay người bay về phía phủ đệ của mình, thời gian nháy con mắt, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chư vị, Trương viện trưởng nói để cho chúng ta chỉ điểm, trên thực tế là tới đây lẫn nhau học tập. Thấy hắn rời đi, Liêu Tùng cười cười. Nhìn về phía mọi người Huyền Huyền hội, ôm quyền. Chúng ta có thể thông qua luận bàn, tăng lên lý giải võ kỹ.
Nhược Hoan nhẹ gật đầu. Tu luyện không phải lý luận suông, chỉ có tự mình trải qua, liên tục lục lọi, mới có thể tiến bộ. Đội trưởng, ta muốn cùng cao thủ của Huyền Huyền hội luận bàn. Chu Diệp đi ra trước tiên. Nguyên lai là Chu Huynh. Nhược Hoan nhận ra được, cười nhìn qua. Ta giúp ngươi tìm đối thủ. Vị Chu Diệp này, tuy lần trước bị bọn họ đánh bại, nhưng thực lực rất mạnh, người Huyền Huyền hội, tuy mỗi cái thoạt nhìn không yếu, nhưng giống như đối phương đoán, cũng không phải từng cái đều có thể thắng được. Không cần làm phiền, ta có thể tự chọn lựa đối thủ. Chu Diệp cắt ngang lời của hắn, cười nói. Muốn rửa sạch hổ thẹn, tự nhiên phải tìm yếu, nếu không, tùy ý đối phương tìm kiếm mà nói, khẳng định không phải là đối thủ. Bản thân lựa chọn. Nhược Hoan nhíu mày, lập tức minh bạch tính toán của đối phương, chần chừ một chút, vẫn gật đầu. Được. Lần này luận bàn, là vì tăng lên thực lực, lại không phải vì tranh giành mặt mũi, thua cũng không có gì. Vậy thì, nghe được đối phương đáp ứng, Chu Diệp nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn bốn phía. Nhân viên của Huyền Huyền hội quá nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài, liếc nhìn không tới cuối, rậm rạp chằng chịt, bởi vì thực lực đều không kém nhiều, nên từ vẻ ngoài, đích xác khó có thể phát hiện. Ta chọn vị này. Xem một lát, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ một thân ảnh. Nàng. Chứng kiến người được Chu Diệp chỉ, khóe miệng Nhược Hoan co lại. Ngươi xác định. Đúng vậy. Chu Diệp gật đầu. Huyền Huyền hội tất cả nam tử, hắn gặp qua mấy cái, hầu như không phải đối thủ, vì vậy lựa chọn một nữ tử. Nữ tử này, khoảng 20 tuổi, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, chỉ nhìn lần đầu tiên, đã cảm thấy trong lòng thình thịch. Nếu như có thể đánh bại, thuận tiện biểu diễn thực lực của mình, có lẽ có thể bắt được tâm hồn thiếu nữ, đạt được yêu ái. Mấu chốt nhất là, thực lực đối phương lại tương đương hắn, đều là tàm phong cảnh, như vậy không cần cố ý đè thấp tu vi, hoàn toàn có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Vậy thì, thấy hắn xác nhận, Nhược Hoan đành phải lắc đầu, đi vào trước mặt nữ tử, nói kỹ càng một lần, người sau vốn nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu, đi vào trong sân luyện võ đài. Tại hạ Chu Diệp, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Cười nhảy lên, Chu Diệp khom người nói. Tại hạ. Nữ tử nhìn qua, thanh âm hờ hững như hoa cúc. Ngọc Phi Nhi. Chương 1811, người chiến sư đường chạy 1. Nữ tử này, không phải người khác, đúng là Ngọc Phi Nhi. 2 tháng qua, nàng một mực theo Trương Huyền tu luyện, tu vi đã đạt tới tàm phong cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu càng kinh người, hôm nay đi vào Huyền Huyền hội, tính toán cùng Trương sư trò chuyện mấy câu, ai ngờ hắn quay người rời đi, trong lòng vốn phiền muộn, nghe ra hỏa này muốn khiêu chiến mình. Lập tức đáp ứng. Tuy nàng không có chính thức gia nhập Huyền Huyền hội, nhưng mượn quan hệ với Trương Huyền, nói là thành viên học hội, cũng không ai dám nói cái gì. Ngọc Phi Nhi, tên rất hay. Ánh mắt Chu Diệp sáng lên. Bắt đầu đi. Chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, bàn tay như ngọc trắng của Ngọc Phi Nhi chiêu lên, lạnh lùng nhìn lại. Bắt đầu. Hưng phấn gật gật đầu, trong mắt Chu Diệp mang theo hào quang tự tin. Mọi người chỉ là luận bàn. Chiến đấu không có mắt, chúng ta cũng không cần binh khí, yên tâm, ta sẽ điểm đến là dừng. Đối phương 20 tuổi thì đến được tàm phong cảnh, thiên phú không thể khinh thường, bất quá, từ khi Chu Diệp hắn thất bại, rút kinh nghiệm xương máu, nỗ lực hăng hái, cũng không phải ngồi không. Huyền Huyền hội thì như thế nào? Chiến thắng không được đám người Trịnh Dương, Ngụy Như Yên, còn không tin sẽ liên tục 2 lần thua ở trong tay gia hỏa chỉ nghe qua một tiết học của Trương Sư. Vù vù. Trong lòng nghĩ vậy, nhướng mày, thẳng tắp lao đến. Thi triển toàn lực, lập tức biểu hiện ra sự cường đại của mình, lòng bàn tay tiếng sấm vang rền, tựa như ẩn chứa một đạo lôi âm. Thất tinh lôi trưởng, xem ra lần này Chu Diệp không có nương tay. Liêu Tùng nhẹ gật đầu. Thuộc hạ của mình, ăn thiệt thòi lần trước, cũng không vì đối phương là nữ tử mà khinh thường, ngược lại càng thêm cẩn thận, vừa ra tay là tuyệt chiêu mạnh nhất. Thất tinh lôi trưởng. Lấy 7 chỗ huyệt vị ở lòng bàn tay làm cơ sở, cấu tạo thất tinh trận, dùng chân khí hội tụ thành lôi, thuộc về võ kỹ linh cấp đỉnh phong, bán thánh gặp gỡ cũng muốn tạm lánh phong mang, huống chi một nữ tử thoạt nhìn nhu nhược như thế. Ngẩng đầu nhìn sang nữ tử kia, liền thấy nữ tử xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi kia vẫn không nhúc nhích, như sợ choáng váng, không có bất kỳ phản ứng. Cẩn thận! Chu Diệp nhướng mày, nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Thanh âm không có chấm dứt. Liền thấy nữ hài trước mắt, ống tay áo thon dài mềm mại mãnh liệt quăng ra. Làm cái gì vậy? Đang kỳ quái,
thời điểm chiến đấu đối phương ném ống tay áo làm gì, liền cảm thấy toàn thân chấn động, một cỗ lực lượng cường đại tới cực điểm, như cơn lốc tuôn đến. Phần phật, thất tinh lôi trưởng còn chưa kịp hoàn toàn phát huy, giống như ngọn nến bị thổi tắt, trực tiếp dập tắt, ngực tê dần, kêu thảm một tiếng, liền từ luyện võ đài thẳng tắp bay ra ngoài. Phù phù, chồng xuống đất, cái này, đám người Liêu Tùng liếc mắt nhìn nhau, thân thể đồng thời nhoáng một cái. Đây không phải nữ hài sao? Sao lực lượng cuồng bạo như vậy? Lúc trước bọn hắn cũng cùng người Huyền Huyền hội chiến đấu qua, đối phương am hiểu là kỹ xảo cùng nắm chắc đối với chiến đấu, nhưng nếu bàn về lực lượng hùng hậu, nhất định là người chiến sư Đường bọn hắn càng tốt hơn. Mà bây giờ một nữ hài tử, tiện tay chặn lại, ống tay áo tản mát ra lực lượng, liền đánh bay Chu Diệp. Cái này cần cường đại như thế nào? Có chút quá khoa trương đi. Áp chế đến tu vi tương đương ta. Các ngươi cùng lên đi. Một chiêu đánh bay Chu Diệp, Ngọc Phi Nhi nhìn về phía đám người Liêu Tùng. Không nói chuyện được với Trương Sư, bản thân cũng không cao hứng, đám người kia, lại dám đến tìm phiền toái, đây không phải muốn chết sao. Toàn bộ Hồng Viễn học viện, người nào không biết Ngọc Phi Nhi nàng tính khí nóng nảy, ai cũng không cho, một đám chiến sư không biết sống chết, cũng dám đến tìm phiền toái, không đánh các ngươi răng rơi đầy đất, ta không mang họ Ngọc. Nữ nhân thật cuồng vọng. Ta đến giáo huấn nàng. Nghe được Ngọc Phi Nhi nói, một chiến sư tàm phong cảnh nhìn không được nữa, thân thể dướn ra, nhảy lên đài cao. Bất quá, người vẫn còn ở trên không trung, liền thấy một bóng người cao ngất xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó liền thấy bàn tay của nữ hài khác ở trên ngực. Bành! Chưa kịp lên đài, đã bị đánh bay đi, nằm trên mặt đất từng ngụm thổ huyết. Đi theo sau lưng Trương Huyền hơn 2 tháng, mỗi ngày nghe hắn truyền thụ. Ngọc Phi Nhi không chỉ cấp bậc bạo tăng, sức chiến đấu càng cường đại đáng sợ, hơn nữa tâm tính công chúa của nàng, hỉ nộ tùy tâm, mới mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần xem không thuận mắt, trực tiếp đi lên đánh một trận. Đáng giận, thấy đồng bọn của mình ngay cả luyện võ đài cũng không có đi lên, đã bị đánh xuống, chiến sư khác đều nổi giận, từng cái phẫn nộ điên cuồng hét lên, đồng thời áp chế tu vi đến tàm phong cảnh đỉnh phong. Có đáng giận hay không, không phải các ngươi nói tính toán, là thực lực. Hơi dương tú mi, Ngọc Phi Nhi lười để ý đối phương điên cuồng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, thẳng tắp nhảy vào đám chiến sư. Đùng đùng. 10 phút sau, ngoại trừ Liêu Tùng cùng Trác Thanh Phong, hơn 20 vị chiến sư, toàn bộ nằm trên mặt đất, trong mắt từng cái tràn đầy u oán muốn chết. Thực lực bọn hắn có rất nhiều vượt qua tàm phong cảnh, nhưng một khi áp chế đến tu vi giống nhau, căn bản không phải đối thủ của nữ hài này, thậm chí. Ngay cả một chiêu cũng gánh không được. Tuy nữ nhân này rất đẹp, lại giống như bạo long hình người, chân khí trong cơ thể vô cùng vô tận, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Ngươi hẳn không phải là thành viên bình thường của Huyền Huyền hội a. Chứng kiến thuộc hạ nằm trên mặt đất, Liêu Tùng siết chặt nắm đấm. Thành viên bình thường của Huyền Huyền hội, bọn hắn cũng thấy, tuy không yếu, nhưng tuyệt sẽ không mạnh như vậy, vị trước mắt này cuồng bạo đáng sợ, coi như không bằng đám người Trịnh Dương, cũng chênh lệch không quá xa. Cũng không phải nghe 1-2 tiết học, là có thể lợi hại như vậy. Chương 1812, người chiến sư Đường chạy 2. Nếu như đoán không sai, ngươi, hẳn cũng là đệ tử của Trương Sư, nếu không tuyệt đối không có khả năng cường đại như vậy. Nghĩ vậy, Liêu Tùng nhịn không được hỏi. Ngươi mới là đệ tử của Trương Sư, cả nhà ngươi đều là. Không nghe lời này cũng may, nghe nói như thế, Ngọc Phi Nhi lập tức sù lông, khẽ kêu một tiếng. Lao về phía Liêu Tùng. Hiện tại nàng chỉ sợ người khác nói nàng là đệ tử của Trương Sư, một khi thừa nhận, cái ý tưởng kia liền chấm dứt. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác nói như vậy, chẳng khác nào chạm đến nghịch lân của nàng. Ngươi, không nghĩ tới chỉ hỏi một câu, đối phương giống như tức giận, Liêu Tùng thiếu chút nữa ngất đi, luống cuống tay chân tránh thoát công kích, vừa áp chế tu vi đến tương đương đối phương, liền thấy bàn tay của nữ hải gió táp mưa rào rút tới. Liêu sư, Trác Thanh Phong ở một bên thấy một màn như vậy, nhịn không được quay mặt qua chỗ khác. Không cần nghĩ, vị lão hữu này của bản thân, muốn xui xẻo. Quả nhiên, 5 phút đồng hồ sau, toàn thân Liêu Tùng sưng đỏ, khuôn mặt trắng bệch. Áp chế đến tàm phong cảnh, thực lực cùng đối phương không kém nhiều, nhưng mà. Nữ nhân này giống như điên rồi, cái gì cũng không quan tâm, coi như hắn là chiến sư, cũng không chống đỡ được. May mắn đánh tới cuối cùng, bảo vệ khuôn mặt, nếu không, đoán chừng sẽ không có biện pháp gặp người rồi. Hừ,
phát tiết xong phiền muộn, lúc này Ngọc Phi Nhi mới giơ đầu lâu lên, quay người rời đi. Nàng vừa đi, Hồ Yêu Yêu liền từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt chờ đợi. Viện trưởng có ở đây không? Viện trưởng không có ở đây, nhưng người chiến sư Đường ở đây, Hồ học tỷ có muốn cùng bọn họ tỷ đấu một trận hay không? Nhược Hoan vội nói. Người chiến sư Đường, tốt. Vũ Mị cười cười, Hồ Yêu Yêu tựa như yêu tinh. Khiến chiến sư Đường đi ma luyện thành viên Huyền Huyền hội, Trương Huyền cực kỳ yên tâm, trở lại phủ đệ, lần nữa nhìn thoáng qua Ngụy Như Yên, phát hiện tạm thời ổn định độc khí trong cơ thể, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bảo Tôn Cường triệu tập đám người Vương Dĩnh tới. Lão sư, mấy người đi vào trước mặt. Ngày mai ta muốn dẫn Như Yên đi Tĩnh Viễn Thành tìm kiếm tung tích của độc điệt, nơi này có ta viết công pháp tu luyện cùng lý giải đối với võ kỹ, các ngươi nhớ kỹ, không biết thì nắm chặt thời gian hỏi thăm. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra vài bản thư tịch đưa tới. Trên đường từ học viện trở về, liền viết lý giải mới của phong thánh giải ra, còn có một chút cách nhìn đối với võ kỹ. Đi tìm độc điện, không biết tốn bao lâu, đoán chừng trong thời gian ngắn, rất khó canh giữ ở bên người, lưu lại mấy thứ này, bọn hắn cũng có thể học tập, rất nhanh tiến bộ. Vâng, đám người Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, tiếp nhận thư tịch. Tri thức bên trong cực kỳ cao thâm, bất quá mấy người đã sớm học qua phong thánh giải, lý giải cũng rất nhanh, không đến 3 canh giờ, liền ghi xuống toàn bộ, hơn nữa lý giải cực kỳ thấu triệt. Trương Huyền hỏi bọn chúng chỗ nào không hiểu, lại kỹ càng giảng giải một phen. Chờ mọi người hoàn toàn lý giải, đã là đêm khuya. Tốt rồi, Vương Dĩnh, Lưu Dương, ta giảng dung hội quán thông, ngày mai khả năng còn phải cùng chiến sư tỷ đấu, giống như cùng Trịnh Dương, sông Long môn trận. Khoát tay áo, Trương Huyền khai báo. Truyền thụ những kiến thức này, chủ yếu cũng là bởi vì ngày mai, đám người Vương Dĩnh muốn xông trận. Tuy chưa thấy qua trận pháp, nhưng nghe quá trình Trịnh Dương xông trận, liền biết không phải là đơn giản như vậy. Cho dù Vương Dĩnh, Lưu Dương nhập môn rất sớm, học tập cực kỳ nghiêm túc, nhưng chỉ bằng vào thực lực, không đầu cơ trục lợi, trong vòng một canh giờ xông qua trận pháp phức tạp kia, còn là rất khó làm được. Trừ khi... có thể tu luyện phong thánh giải tới cảnh giới cao siêu hơn, lý giải chiến đấu cũng càng sâu sắc. Vâng, biết rõ ý tứ của lão sư, hai người Vương Dĩnh đều nhẹ gật đầu, nỗ lực tu luyện. Không biết qua bao lâu, lúc này mới cảm thấy dung hội quán thông nội dung lão sư giảng giải, sức chiến đấu lần nữa có tiến bộ. Lão sư, hôm nay chúng ta nhất định xông qua Long Môn Trận. Đồng thời đứng dậy, nhìn về phía lão sư cách đó không xa, hai người Vương Dĩnh tràn đầy tự tin. Nếu như nói lúc trước xông trận, bọn hắn không quá tự tin, nhưng hiện tại tiêu hóa lão sư giảng giải, thực lực càng tiến một bước, tỷ lệ thành công, tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa giữa bọn họ, cũng riêng phần mình truyền thụ võ kỹ lẫn nhau, càng làm cho thực lực viên mãn, không có kẽ hở. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, nhìn ra phía ngoài, lúc này bên ngoài mặt trời đã mọc, hừng đông rồi. Tốt, chúng ta đi học viện đi. Trương Huyền mang theo hai người đi đến danh sư học viện, mới đi vào đại môn, liền thấy Mi trưởng lão vội vã tiến lên đón. Viện trưởng, buổi sáng hôm nay, ta đi chỗ ở của chiến sư Đường tìm bọn hắn, lại phát hiện. Người của bọn hắn, chẳng biết lúc nào đều không chào mà đi, chỉ để lại một phong thư. Rời đi. Trương Huyền sững sờ. Không phải nói muốn khảo hạch đám người Vương Dĩnh sao? Sao lại đi rồi? Trong lòng kỳ quái, nhịn không được nhận thư. Chương 1813, Tĩnh Viễn Thành 1. Phía trên chỉ có một hàng chữ, viết cực kỳ đơn giản. Ý tứ nói là di tích gặp lại, chiến sư Đường còn có việc, cáo từ trước, về phần lý do, cũng không nói rõ. Xem xong thư, Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc. Ngày hôm qua không phải thật tốt sao, cùng với Huyền Huyền hội luận bàn, nói lời thề son sắt, cùng chung tiến bộ, thế nào nháy mắt đã đi. Sao người cùng hắn chung đụng? Bất kể là trưởng lão hay danh sư, đều không đáng tin cậy như vậy. Ở Hồng Viễn học viện, đối với viện trưởng như hắn, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng đã đi, giống như có cái gì thúc giục, quả thực quá vô lễ. Bản thân là người tuân thủ quy củ, kết quả bên người một đống bằng hữu không đáng tin cậy, tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Chiến sư Đường không có xảy ra chuyện gì chứ? Lắc đầu, ngẩng đầu hỏi. Có lẽ không có việc gì, ta chuyên môn hỏi thăm. Đối phương nói là việc tư, về phần nguyên do, làm sao cũng không nói. À, đúng rồi, viện trưởng, đêm qua lúc ta trở lại, trông thấy bọn hắn giống như đều bị thương,
có thể cùng cái này có quan hệ hay không? Suy nghĩ một chút, Mi trưởng lão nói. Ngày hôm qua xử lý xong tất cả sự tình, thời điểm quay về chỗ ở, chứng kiến đám người Liêu chiến sư mặt mũi bầm dập từ bên ngoài đi về, vì để tránh cho lúng túng, không có đi hỏi nhiều, bây giờ nghĩ lại, có phải là nguyên nhân này hay không? Bị thương. Trương Huyền gãi đầu. Không phải để cho bọn họ chỉ điểm người Huyền Huyền hội sao? Làm sao sẽ bị thương? Được rồi, không quản bọn họ, một tháng sau thấy, lại hỏi thăm cũng không muộn. Người đã rời đi, tiếp tục xoắn suýt cũng không có ý nghĩa, lại nói hắn cũng không có nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy. Lại hỏi thăm vài câu, an bài công việc học viện cho Mi trưởng lão một chút, trở lại phủ đệ, bảo đám người Vương Dĩnh nghiêm túc tu luyện, lúc này mới bỏ Ngụy Như Yên vào tổ ong, ngồi trên lưng tử dương thú, bay về phía Tĩnh Viễn Thành. Lần này đi ra ngoài, là vì tìm kiếm độc điện, vô cùng nguy hiểm, tất cả đệ tử đều không có mang theo, cũng không có nói cho những người khác hành tung, lẻ loi một mình, không ai cản mà nói, hành động cũng thuận tiện rất nhiều. Tĩnh Viễn Thành ở phía đông bắc của Hồng Viễn Đế Quốc, tới gần bờ biển của đế quốc. Bởi vì địa lý vắng vẻ, quanh năm tuyết đóng rét lạnh, so với chỗ như Hỏa Nguyên Thành, lộ ra có chút không phát đạt. Chính bởi vì thương khách lui tới tương đối ít, tình huống nơi này rất nhiều người đều không rõ lắm. Trong tư liệu của danh sư học viện cũng không có quá nhiều ghi chép. Chỉ nói là một thị trấn nhỏ rét lạnh nơi biên giới, dựa theo đặc tính tránh né thế nhân của độc điện, tu kiến phân bộ ở chỗ này, ngược lại thật sự có khả năng. Đương nhiên, tình huống cụ thể, chỉ có đến địa phương mới có thể xác định. Tuy lão viện trưởng đã điều tra rất nhiều, nhưng không dám 100% cam đoan. Nguyên nhân chính là như thế, một tháng thoạt nhìn rất dài, nếu như tìm không thấy độc điện mà nói, đều chưa hẳn đủ. Ta trở thành viện trưởng, danh khí dần dần tăng lớn, lấy tướng mạo sẵn có gặp người mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Ngồi ở trên lưng tử dương thú, dựa theo phương hướng địa đồ tiến lên, Trương Huyền cúi đầu trầm tư. Hiện tại hắn đã không phải tiểu nhân vật vô danh như trước, mà là viện trưởng của Hồng Viễn Học Viện, địa vị có thể so với danh sư thất tinh. Độc điện cùng danh sư đường luôn không hợp nhau, nếu cứ như vậy chạy đến Tĩnh Viễn Thành nghe ngóng, một khi bị người nhận ra thân phận. Tin tức gì cũng không có là chuyện nhỏ, gây chuyện không tốt còn sẽ để cho bản thân lâm vào nguy cơ. Phải nghĩ biện pháp ngụy trang một chút. Suy tư một chút, cốt cách cơ bắp toàn thân nhúc nhích, dung mạo xảy ra cải biến, hình thể so với trước càng cao hơn lớn, niên kỷ cũng từ 20 tuổi biến thành chừng 40 tuổi. Thiên đạo chân khí vận chuyển, khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, có chút cuồng bạo cùng hung mãnh, không còn điệu thấp cùng nội liếm nữa. Nếu như đi ra bên ngoài, không nói mình là Trương Huyền, coi như đám người Vương Dĩnh cũng nhận không ra. Thiên đạo chân khí cải biến khí tức, ngũ diệu kim thân cải biến dung mạo, ngay cả dị linh tộc cũng có thể ngụy trang, chớ nói chi là người bình thường. Tử dương thú toàn lực phi hành, 10 ngày sau, một thành thị bị tuyết đọng bao phủ xuất hiện ở trước mắt. Từ xa nhìn lại, nhỏ hơn Hồng Viễn Thành rất nhiều, nhưng mà so với địa phương như Huyễn Vũ Đế Đô, lại càng thêm bao la. Kiến trúc ám hôi sắc, đứng sừng sững ở trên mặt tuyết trắng noãn, cùng thiên địa kết nối, uốn lượn tới trước mặt bình địa xa xôi, tựa như một bức tranh yên tĩnh, tinh tế. Đã sắp đến mùa hạ, nơi đây rõ ràng còn băng tuyết đầy trời. Trương Huyền nhìn không được tán thưởng. Hồng Viễn Đế Đô đã sắp đến mùa hạ, lục ý giạt rào, khắp nơi đều là áo mỏng quần mỏng, nơi đây lại rét lạnh như thế, chợt nhìn làm cho người ta có cảm giác dường như đã có mấy đời. Ngươi vào tổ ong tu luyện trước đi. Đi vào một rừng cây không người ở ngoài thành, thu tử dương thú vào tổ ong, lúc này mới đạp trên tuyết đọng đi đến. Tuy tử dương thú ở học viện rất ít lộ diện, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là đừng để cho nó lộ diện thì tốt hơn. Giao nộp 10 viên linh thạch hạ phẩm, tiến nhập trong thành. Mù quáng đi như vậy khẳng định là không được, nhất định phải tìm địa phương tin tức nhiều nghe ngóng một chút. Dọc theo đường cái đi một lát, trong lòng Trương Huyền suy tư. Tuy căn cứ manh mối đến xem, độc điện ở Tĩnh Viễn Thành khả năng khá lớn, nhưng muốn hỏi tham gia, khẳng định không dễ dàng như vậy. Lúc trước tìm được độc điện ở Hồng Liên Sơn Mạch, cũng là dựa vào đại dược phương dẫn đường, nếu không, coi như tìm đến chết, cũng không nhất định có thể phát hiện. Nếu không như thế, độc điện khẳng định sớm đã bị người diệt sạch, cũng không trở thành tồn tại sống đến bây giờ rồi. Dương mắt xem một vòng, ngẫu nhiên chứng kiến một quán rượu đứng sừng sững ở cách đó không xa. Vong Yêu Lâu, vui mà quên sầu, tên rất hay. Nhẹ nhàng cười cười, nhấc chân đi tới. Quán rượu nhiều người nhiều miệng,
là nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất, lại nói, liên tục phi hành 10 ngày, trong miệng cũng đã nhạt không có hương vị, nếu như đi tới nơi này, vừa vặn nếm thử mỹ thực của địa phương. Vị đại gia này, mời vào trong. Một gã sai vặt tiến lên đón, vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Ân. Chương 1814, Tĩnh Viễn Thành 2. Trương Huyền gật đầu, tiện tay ném ra một viên linh thạch trung phẩm. Tìm cho ta vị trí an tĩnh. Vâng vâng. Ánh mắt gã sai vặt sáng lên, vội vàng mời đến. Đại gia, mời qua bên này. Linh thạch trung phẩm bây giờ đối với Trương Huyền mà nói đã không là việc quan trọng, nhưng mà đối với một ít người sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất, dựa vào làm công thu nhập mà nói, như trước coi như là một khoản tài phú lớn. Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Trương Huyền tùy tiện gọi vài món đặc sản, lúc này mới nhìn lại. Ta lần đầu tiên tới Tĩnh Viễn Thành, không biết chỗ nào nghe ngóng tin tức tương đối tinh chuẩn. Loại tiểu nhị ở tiêu lâu này, chắc chắn sẽ không biết tin tức độc điện, cũng lười hỏi thăm, mà trực tiếp hỏi chỗ bán tin tức. Tin tức, luôn luôn là hấp dẫn, rất nhiều người đều nguyện ý ra giá cao mua, loại địa phương này, từng thành thị đều có, không tính kỳ lạ quý hiếm. Muốn nghe tin tức mà nói, khẳng định phải đi Mạc Vân Hiên. Nơi đây tin tức là chính xác nhất, nơi phát ra cũng phổ biến nhất. Gã sai vặt giảm thấp xuống thanh âm. Mạc Vân Hiên. Ân, là phòng đấu giá lớn nhất Tĩnh Viễn Thành chúng ta, không chỉ đấu giá bảo vật, cũng bán ra các loại tin tức. Thậm chí ngay cả tin tức của Hồng Viễn Hoàng thất cũng có, lần trước đã có người chuyên môn mua tin tức của Ngọc Phi Nhi công chúa, tính toán đi đế đô cầu hôn. Đã có linh thạch lúc trước. Gã sai vặt lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Cầu hôn. Trương Huyền lắc đầu. Loại tính tình nóng nảy như Ngọc Phi Nhi, dám đi cầu hôn, đoán chừng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ A. Bất quá, nơi đây cách Hồng Viễn Thành xa như vậy, ngay cả tin tức của Ngọc Phi Nhi công chúa cũng có thể thăm dò được, nói rõ Mạc Vân Hiên này, đích xác có chút bản lĩnh. Hỏi thăm vị trí cụ thể, biết rõ cách đây không xa, Trương Huyền liền không muốn hỏi nhiều. Tuy Tĩnh Viễn Thành vắng vẻ, nhưng đồ ăn lại cực kỳ ngon miệng, sau khi ăn một bữa, đứng dậy rời đi, đi đến Mạc Vân Hiên. Mạc Vân Hiên là một cửa hàng cực lớn, các loại bảo vật, tranh chữ, khoáng thạch cái gì cần có đều có. Hộ vệ thủ hộ trước cửa, từng cái khí tức hùng hồn, tản mát ra khí tức người lạ chớ quấy dày, vậy mà đều là hóa phàm thất trọng quy nhất cảnh. Loại thực lực này, ở Huyễn Vũ Đế Quốc, tuyệt đối là tồn tại cao nhất, ở chỗ này chỉ là thủ vệ, Mạc Vân Hiên này. Xem ra đích xác không đơn giản. Đi vào trong đó, khắp nơi đều là bán, mua mua, dòng người khởi động, cực kỳ náo nhiệt. Biết rõ tìm kiếm như vậy, không biết tìm đến năm nào tháng nào, hơn nữa tin tức liên lụy độc điện cực kỳ trọng yếu, không có khả năng đơn giản bán ra, vài bước đi vào trước sân khấu, trên mặt băng lãnh. Kêu quản sự của các ngươi đi ra, ta có việc muốn hỏi. Nói xong, ngón tay dựng thẳng lên, một đạo kiếm khí phun ra nuốt vào bất định. Khí tức tòng thánh đỉnh phong tỏa ra, làm cho người ta có cảm giác uy áp nồng nặc. Vâng, nhân viên phục vụ chứng kiến hắn lai giả bất thiện, không dám nhiều lời, vội vã đi ra ngoài, thời gian không lâu, một trung niên nhân đi vào trước mặt. Vị bằng hữu này, tại hạ Mạc Vân Hiên chấp sự Chu Khiếu, không biết có gì cần. Là một trung niên nhân đạt tới bán thánh cấp, tuy khiếp sợ khí tức của Trương Huyền, lại có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. An bài cho ta cái tĩnh thất. Ta có chuyện muốn hỏi. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Mời. Chu Khiếu cũng không nói nhảm, quay người dẫn đường. Theo sát đằng sau rời đi một lát, đi vào một gian phòng phong kín, Trương Huyền nhìn chung quanh một chút, nhẹ gật đầu. Không thể không nói, công tác giữ bí mật của Mạc Vân Hiên này, làm rất nghiêm cẩn, chung quanh gian phòng hiện đầy các loại cấm chế, đừng nói chuyện, coi như chiến đấu, tin tức cũng không truyền lại đi ra ngoài, cực kỳ an toàn. Bằng hữu cảm thấy gian phòng này được chưa? Chu Khiếu cười cười. Được rồi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, mí mắt vừa nhấc, nhìn lại. Ta muốn nghe tin tức của Độc Điện, nói cái giá đi. Độc Điện. Chu Khiếu nhíu mày, sau đó lắc đầu. Ngại ngùng, chúng ta không có tin tức của bọn hắn, thay đổi một cái khác đi. Không có. Trương Huyền cười cười, bàn tay khẽ đảo, dưới đất lập tức nhiều ra một đống linh thạch thượng phẩm, chừng 100 viên. Đủ chưa? Chứng kiến trên 100 viên linh thạch thượng phẩm, Chu Khiếu nhướng mày, cuối cùng vẫn cắn răng. Ngại ngùng, không phải sự tình tiền, là thật sự không có. Lười để ý đối phương, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, dưới đất lần nữa nhiều ra một đống linh thạch, linh khí kích động, lóng lánh sáng lên,
chừng 500 viên. Đủ chưa? Cái này. Sắc mặt Chu Khiếu trắng bệch. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi quản lý của ta, cần bẩm báo hiên chủ. Chương 1815, nạp liệu 1. Hắn chỉ là một chấp sự của Mạc Vân Hiên, liên lụy đến mấy trăm linh thạch thượng phẩm, đã không có tư cách làm chủ rồi. Đi đi. Trương Huyền khoát tay áo. Nếu như tin tức độc điện dễ dàng có thể biết được như vậy, cũng không đến mức người người không biết. Vì vậy, trong lòng của hắn đã sớm có chuẩn bị, vừa đến liền dùng tiền nện. Coi như đối phương không biết tin tức xác thật, nhưng ở Tĩnh Viễn Thành lâu như vậy, cũng có thể nghe qua một ít dấu vết để lại, đổi lại người khác, mặc dù biết rõ những tin tức này, cũng không phân biệt ra được thật giả, không có bất kỳ tác dụng. Nhưng đối với Trương Huyền mà nói, chỉ cần có tin tức, dù độc điện ẩn núp ở dưới mặt đất, cũng có thể móc nó ra. Vâng. Chu Khiếu vội vã rút lui khỏi gian phòng, thẳng tắp đi ra ngoài, thời gian không lâu, đi vào một gian phòng rộng rãi. Hiên chủ. Đi vào trong đó, nhìn một trung niên nhân ôm quyền. Mạc Vân Hiên hiên chủ, Hồ Vân Sinh, cường giả thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Làm sao vậy? Đang cúi đầu đọc cái gì đó, thấy hắn tiến đến, Hồ Vân Sinh ngẩng đầu nhìn tới. Bẩm báo hiên chủ, vừa rồi có một vị võ giả tới đây, muốn mua. Tin tức liên quan tới độc điện. Chu Khiếu nói. Tin tức độc điện. Hồ Vân Sinh nhướng mày. Nói chúng ta không có, đuổi đi là được. Ta có nói rồi, bất quá, đối phương tựa hồ rất có tiền, lấy ra ít nhất hơn 500 viên linh thạch thượng phẩm, tính toán mua sắm, ta không cách nào làm chủ. Nên tới bẩm báo. Chu Khiếu giải thích sự tình một lần. Hơn 500 viên linh thạch thượng phẩm. Đồng tử của Hồ Vân Sinh co rụt lại. Đám người danh sư học viện Mi trưởng lão, Triệu trưởng lão, có thể lấy ra linh thạch thượng phẩm cũng nhiều nhất hơn 10, không cao hơn 100, bởi vậy đủ thấy quý giá. Đối phương một hơi lấy ra 500, coi như là một năm lợi nhuận của Mạc Vân Hiên, cũng không có nhiều như vậy. Vâng. Chu Khiếu gật đầu. Hạng người gì? Hồ Vân Sinh nhíu mày hỏi. Khoảng 40 tuổi, thực lực tương đương ta, tòng thánh đỉnh phong. Cụ thể là gì, ta không rõ lắm. Chu Khiếu nói. Tòng thánh đỉnh phong, một hơi lấy ra 500 viên linh thạch thượng phẩm. Hồ Vân Sinh tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Ngay cả hắn cũng cầm không ra nhiều như vậy, một tòng thánh, tại sao có thể có nhiều tài phú như vậy? Chẳng lẽ là người của thế lực lớn, đại gia tộc? Ta qua nhìn một chút. Hồ Vân Sinh đứng dậy. Vâng, chỉ là hiên chủ, chúng ta thật sự không có tin tức độc điện. Nếu như hắn cố ý mua sắm, nên làm cái gì bây giờ? Chu Khiếu nói. Độc điện cực kỳ thần bí, coi như là Mạc Vân Hiên bọn hắn tin tức rất rộng, cũng không biết vị trí cụ thể, đối phương có tiền như vậy, cố ý mua, bọn hắn cầm không ra, đối với danh dự sẽ có tổn thương rất lớn. Nhìn tình huống mà định, nếu như là người của đại gia tộc, bảo chúng ta sưu tập một ít tin tức, cho hắn cũng không sao. Nếu như chỉ là nhà giàu mới nổi, loại dê béo này, nếu như tiến nhập Mạc Vân Hiên, cũng đừng nghĩ rời đi. Ánh mắt Hồ Vân Sinh lóe lên. Mạc Vân Hiên không chỉ bán bảo vật, toàn bộ chợ đen ở Tĩnh Viễn Thành, cũng đều bị hắn khống chế. Nếu đối phương là hậu bối của thế lực lớn, sau lưng có cường giả thủ hộ thì thôi, nếu không. Một tòng thánh, lấy ra nhiều linh thạch như vậy, không phải muốn chết sao? Tuy danh sư chủ trương quy củ, có rất ít người dám đụng vào, nhưng nơi đây núi cao hoàng đế xa, ngay cả danh sư đường cũng không có. Giết một hai cái, căn bản không ai có thể phát hiện. Cái này, có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, coi như là nhà giàu mới nổi, sau lưng khẳng định cũng có cường giả. Chu Khiếu có chút bận tâm. Có tiền, phải có thực lực mới có thể thủ hộ. Nếu không, tiền nhiều hơn nữa cũng là của người khác. Đối phương có thể không sợ hãi lấy ra nhiều như vậy, coi như không có đại gia tộc, thế lực lớn, cũng sẽ không đơn giản, thật muốn lặng lẽ giết. Đối với Mạc Vân Hiên đoán chừng cũng là phiền toái. Ha ha, hắn không phải nghe ngóng tin tức độc điện sao? Bị người độc điện giết không kỳ quái a, chỉ cần làm tốt, người nào sẽ hoài nghi Mạc Vân Hiên chúng ta? Hồ Vân Sinh cười lạnh. Cái này, Chu Khiếu ngẩn ngơ. Cũng đúng. Đối phương nghe ngóng độc điện, chọc giận đối phương, bị độc sát. Điểm ấy thuận lý thành chương, chỉ cần làm tốt, không ai sẽ hoài nghi đến trên người bọn họ. Được rồi, đi chuẩn bị hồ lô rượu ngon lúc trước của ngươi một chút, sau khi tới, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không nói thêm lời, Hồ Vân Sinh khoát tay áo. Vâng, Chu Khiếu gật đầu,
vội vã đi đến một gian phòng, thời gian không lâu một lần nữa trở lại trước mặt, hai người một trước một sau đi đến chỗ tĩnh thất của Trương Huyền. Nghe nói vị bằng hữu này, muốn mua tin tức liên quan tới độc điện. Đi vào gian phòng, ngồi xuống, Hồ Vân Sinh cẩn thận quan sát Trương Huyền. Trung niên nhân trước mắt này, khí tức hùng hồn, đúng là tòng thánh đỉnh phong, dung mạo có chút lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, hẳn không phải là người Tĩnh Viễn Thành. Cường giả tòng thánh ở Tĩnh Viễn Thành cùng hơn 10 thành thị xung quanh, tổng cộng chỉ như vậy, coi như chưa thấy qua, cũng xem qua tư liệu tương quan, không có một vị tương người trước mắt này. Đúng vậy. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Độc điện không chỉ che giấu, hơn nữa có cửu tất báo, nếu như chúng ta để lộ tin tức của bọn hắn, vô cùng có khả năng lọt vào trả thù. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào, đi độc điện là vì chuyện gì? Có thể thuận tiện để lộ một chút, chúng ta cũng tốt cân nhắc a. Chần chừ một chút, Hồ Vân Sinh nói. Tại hạ Tôn Cường. Trương Huyền nói. Tên của hắn, ở Hồng Viễn Đế Quốc là rất nổi danh, tùy tiện cũng có thể điều tra, Tôn Cường là quản gia, không có bất kỳ danh khí, coi như nói ra, đối phương cũng nhiều nhất cho là cùng tên, sẽ không đoán được trên người hắn. Tôn Cường, là, người Kình Viễn Thành Tôn gia. Hồ Vân Sinh sững sờ, nhịn không được nói. Chương 1816, nạp liệu 2. Không phải. Trương Huyền lắc đầu. Vậy, là hậu nhân của Ngưu Hổ Tông Tông Chủ. Hồ Vân Sinh hỏi tiếp. Trương Huyền tiếp tục lắc đầu. Vậy, Hồ Vân Sinh liên tục hỏi 10 tôn gia nổi danh ở Hồng Viễn Đế Quốc. Không cần nghĩ, tại hạ chỉ là tán tu, không môn không phái. Nghe ngóng độc điện, là có chút việc tư cần xử lý, sẽ không liên lụy đến những người khác, yên tâm đi, ta sẽ không nói là từ chỗ ngươi lấy được tin tức. Thấy đối phương có tư thế đánh vỡ nồi hỏi đáy, Trương Huyền khoát tay áo nói. Tán tu. Hồ Vân Sinh cười cười. Thì ra là thế, nếu như Tôn huynh cam đoan như thế, ta cũng không nói nhảm, ta chỗ này có một chút tin tức liên quan tới độc điện, chỉ bất quá không kỹ càng. Chu Khiếu, người đi lấy tới cho vị Tôn huynh này. Vâng. Chu Khiếu gật đầu đứng dậy, còn chưa đi ra gian phòng, liền nghe được đối phương phân phó. Không vội, trước phái người mang chút rượu và thức ăn tới. Nói xong nhìn về phía Trương Huyền. Tôn huynh đừng có gấp, những tài liệu này, sửa sang lại cần một ít thời gian, ta và ngươi không ngại uống vài chén. Chu Khiếu gật đầu lui ra ngoài, thời gian không lâu, liền bưng điểm tâm cùng một bầu rượu đến. Tôn huynh mời. Nhẹ nhàng cười cười. Hồ Vân Sinh rót đầy chén rượu. Trương Huyền gật đầu bưng chén rượu lên, vẻ mặt chân thành nhìn qua. Không biết hiền chủ xưng hô như thế nào. Quên tự giới thiệu rồi. Tại hạ họ Hồ. Hồ Vân Sinh nói. Hồ, ta vừa vặn có một bằng hữu cũng họ Hồ, bất quá, nàng giàu hoạt giống như Hồ, nhìn bộ dạng của Hồ huynh, lại hết sức chân thành. Trương Huyền cảm khái. Đó là tự nhiên, người đến nơi này của ta, chính là khách nhân. Buôn bán lấy tín làm gốc, tự nhiên phải chân thành đối đãi. Che giấu vẻ lúng túng trên mặt, Hồ Vân Sinh vội nói. Cũng phải, việc buôn bán, tự nhiên phải chân thành một ít, cạn. Hàn huyên hai câu, Trương Huyền giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cạn. Hồ Vân Sinh gật đầu, dùng miệng mấp máy chén rượu, để xuống. Hồ huynh không uống, có phải xem thường Tôn mỗ hay không? Thấy hắn nhấp một chút, Trương Huyền nhướng mày. Đương nhiên không phải, ta chỉ là có nhiều sự tình, hơn nữa bản thân tử lực rất kém, vì vậy. Khóe miệng Hồ Vân Sinh co lại, vội vàng giải thích. Cái gì tử lực kém, người nói người chân thành, uống rượu tự nhiên cũng phải chân thành một ít, tới, ta giúp ngươi. Nở nụ cười, tay phải của Trương Huyền đè bả vai của đối phương, tay trái bưng chén rượu của đối phương lên, đưa tới miệng của hắn. Thấy gia hỏa này lại ép mình uống rượu, Hồ Vân Sinh tràn đầy không vui. Sắc mặt trầm xuống. Không cần làm phiền Tôn huynh, ta tự mình tới. Không nhọc phiền, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần khách khí. Nhẹ nhàng cười cười, khóe miệng Trương Huyền giơ lên. Ta, thấy đối phương quyết ý muốn rót chén rượu này vào miệng hắn, chân khí trong cơ thể Hồ Vân Sinh vận chuyển. Đang muốn giãy giụa bàn tay của đối phương, đẩy chén rượu ra, lại phát hiện toàn thân như bị giam cầm. Chân khí của đối phương giống như gông xiềng không thể phản kháng, khóa lại toàn thân hắn, khẽ động cũng không thể động. Cái này, đồng tử co rụt lại, lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước chỉ cho rằng đối phương là tòng thánh, không để vào mắt, cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức rõ.
ở nơi nào là tòng thánh, coi như hắn là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, cũng chỉ có phần bị hành hạ. Gia hỏa này, quả thực chính là giả heo ăn thịt hổ. Từ đâu xuất hiện a? Mấu chốt nhất là, đối phương tựa hồ nhìn ra rượu của hắn có vấn đề, lúc này mới cứng rắn ép mình. Đến, uống đi, không cần khách khí. Đang khiếp sợ, liền thấy đối phương nâng chén rượu, đã đưa tới trước miệng, không nói lời gì, liền đổ xuống. Khục khục khục. Hồ Vân Sinh bị sặc, nước mắt chảy ròng, đang muốn nói chuyện, liền thấy đối phương cầm hồ lô rượu lên, cũng không có giải thích, liền trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Ưng ực, ưng ực, ưng ực. Tử thủy theo cổ họng rót vào, thiếu chút nữa sặc chết. Đây chính là tử thủy ẩn chứa kịch độc, uống nhiều như vậy, cho dù có giải dược, cũng chịu không được a. Không nghĩ tới mỗi ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt. Cô 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 cô. Thời gian nháy con mắt, bị đối phương nắm miệng, đổ vào một hồ lô rượu. Rót xong, lúc này đối phương mới thả tay, cười nhìn qua. Vẫn là rượu của ngươi dễ uống, mùi vị như thế nào? Ngươi. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Hồ Vân Sinh vội vã lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng, nhìn về phía trung niên nhân đối diện, ánh mắt lộ ra sát ý. Ngươi rút cuộc là người nào? Ta là Tôn Cường, vừa rồi chẳng phải nói với ngươi rồi sao? Trương Huyền cười cười, vỗ trán một cái. À, đúng rồi, vừa rồi ta không cẩn thận ở trong rượu của ngươi thêm chút gia vị, có chút mãnh liệt, không biết ngươi có quen hay không? Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hồ Vân Sinh trắng nhợt. Cảm thấy toàn thân cứng ngắc, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi hạ độc ta. Đồng tử của Hồ Vân Sinh co rụt lại. Ngươi là độc sư. Chương 1817, Địa Tàng Hoa 1. Vừa rồi uống rượu, hắn một mực nhìn ở trong mắt, đối phương chỉ bắt lấy chén rượu, hồ lô rượu, cũng không đụng tới tử thủy. Loại tình huống này mình cũng có thể trúng độc, hơn nữa làm cho một vị cường giả thánh vực nhất trọng trung kỳ như mình không hề có lực hoàn thủ, không phải độc sư là cái gì. Mấu chốt nhất là, có thể lặng yên không một tiếng động hạ độc mình, hơn nữa độc tính mãnh liệt như vậy, chỉ sợ cấp bậc ít nhất cũng đạt đến lục tinh. Loại độc sư cấp bậc này, thậm chí ngay cả vị trí của độc điện cũng không biết. Ngươi là cố ý tới thu thập ta à? Buồn cười hắn còn có ý định dùng độc, hạ độc chết người ta. Cái này tốt rồi, bản thân trước bị độc bán thân bất toại. Ha ha, không phải độc sư, đi nghe ngóng vị trí của độc điện làm gì? Cười nhạt một tiếng. Trương Huyền búng tay. Đến, lại nôn một cái chơi. Đối phương hạ độc ở trong rượu, hắn nhẹ nhõm phát hiện, thiên đạo chân khí vận chuyển, lập tức liền hóa giải, sau đó thuận tiện quán thâu hai đạo chân khí ở trong rượu của đối phương, tâm thần khẽ động, biến thành kịch độc. Thiên đạo chân khí vô cùng tinh thuần, có thể tiến nhập bất luận huyệt vị nào trong cơ thể, coi như đối phương là thánh vực nhất trọng trung kỳ, cũng ngăn cản không nổi. A, à, kèm theo lời của hắn. Chân khí du tẩu ở trong cơ thể đối phương, Hồ Vân Sinh kêu thảm một tiếng, lần nữa phun ra máu tươi. Ngươi, ta muốn ngươi chết. Sắc mặt trắng bệch, gào thét một tiếng, dùng răng vận chuyển chân khí, Hồ Vân Sinh nhảy dựng lên, đánh tới Trương Huyền. Đường đường Mạc Vân Hiên hiên chủ, ngay cả Tĩnh Viễn Thành thành chủ cũng lễ nhượng vài phần, bị một tòng thánh hạ độc, tức sắp bạo tạc nổ tung, thân thể lăng không, bàn tay mãnh liệt đè ép xuống. Một chút cũng không nghe lời, xuống. Ngồi ở tại chỗ động cũng không động, Trương Huyền nhấc mí mắt, lần nữa búng tay. Ba, trưởng lực còn không có hạ xuống, Hồ Vân Sinh lần nữa co lại, từ không trung rớt xuống, nằm dạp trên mặt đất, giống như con cóc. Độc này có linh tính. Thân thể phát run, Hồ Vân Sinh như gặp quỷ rồi. Độc chia làm hai loại, một là không có linh tính, một loại có linh tính. Người phía trước chỉ cần tìm kiếm phương pháp, tìm kiếm giải dược. Khẳng định có thể giải quyết, người sau giống như sinh mệnh, có thể su cắt tị hung, thậm chí nghe theo mệnh lệnh, coi như tìm được giải dược cũng chưa hẳn có thể giải độc. Chỉ là độc có linh tính, rườm rà phức tạp, giống như cổ trùng, cần nuôi dưỡng. Thấp nhất cũng phải đạt tới độc sư bát tinh mới có thể phối trí, chẳng lẽ vị trước mắt này là độc sư cấp bậc ấy? Chỉ là, độc sư bát tinh, tu vi ít nhất phải đạt tới hóa phàm lục trọng, loại người này từng cái đều là cường giả nổi danh đại lục. Làm sao sẽ đi tới nơi này tìm kiếm độc điện? Trong lòng kinh nghi bất định, tràn đầy sợ hãi. Ha ha! Cười nhạt một tiếng, Trương Huyền cũng không giải thích. Coi như thiên đạo chân khí rời đi thân thể, như trước có thể dựa theo ý niệm của hắn tùy ý vận chuyển, mặc dù không có linh tính, nhưng không khác độc dược có linh tính bao nhiêu. Đương nhiên, khoảng cách gần, có thể tùy ý khống chế,
một khi đi xa, tinh thần lực lan tràn không đến, liền khống chế không được nữa. Không giống thai độc trong cơ thể, vô luận đi đến nơi nào, cũng không thể thoát khỏi, dĩ nhiên đã có ý thức tự chủ, coi như là hắn cũng không có biện pháp. Ta, nhận tội. Nghe được là độc có linh tính, sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, qua cả buổi mới cắn răng một cái, Hồ Vân Sinh nói. Không nhận tội cũng không được, đánh lại đánh không lại, huống chi chúng độc, sinh mệnh khống chế ở trong tay đối phương, sinh tử còn không phải sự tình một câu của đối phương. Nghĩ hắc ăn hắc, lời ít tiền, kết quả cái gì cũng không có, bản thân trước bị đùa chết, ngẫm lại cũng cảm thấy run rẩy. Cái này còn kém không nhiều lắm. Nghe được nhận tội, Trương Huyền cười cười. Ta muốn biết rõ tất cả tin tức của độc điện. Hồ Vân Sinh nghiến răng. Nói thật, tuy Mạc Vân Hiên chúng ta làm tin tức rất tốt, nhưng mà đối với độc điện vẫn biết không nhiều lắm, bọn hắn hết sức cẩn thận. Ngươi liền nói cho ta biết, có phải độc điện ở phụ cận đây Tĩnh Viễn Thành hay không? Trương Huyền hỏi. Vâng. Hồ Vân Sinh nhẹ gật đầu. Những năm này cũng có không ít người nghe ngóng tin tức độc điện, ta cũng sưu tập một ít, xác nhận cách Vân Thương Hải không xa, nhưng vị trí cụ thể là thật không biết. Hơn nữa nghe nói coi như tìm được vị trí chính thức, không có thủ lệnh đặc thù, là không cách nào tiến nhập. Vân Thương Hải. Trương Huyền nhíu mày. Vân Thương Hải là hải phận lớn nhất Hồng Viễn Đế Quốc, phạm vi bao phủ hơn 10 vạn dặm, bao la vô biên, quan trọng nhất là bên trong có vô số linh thú, thánh thú hung mãnh, coi như là thánh vực tứ ngũ trọng cũng không dám đơn giản tiến nhập. Nếu độc điện quả thật ở trong này mà nói, hơn nữa có trận pháp ẩn hình, không biết vị trí xác thực, căn bản là không thể nào tìm được. Khó trách ngay cả lão viện trưởng cũng chỉ xác nhận phạm vi, ẩn giấu ở chỗ này, hoàn toàn chính xác cực kỳ bí ẩn. Vâng, tin tức này, cũng là lần trước một vị độc điện trưởng lão, tới nơi này mua đồ, trong lúc vô tình nói ra. Những thứ khác ta là thật không biết. Sắc mặt Hồ Vân Sinh đỏ bừng. Hiện tại chúng độc của đối phương, không cho giải dược mà nói, vô cùng có khả năng tử vong. Chương 1818, Địa Tàng Hoa 2. Thế nhưng mà, hắn không thể cho tin tức đối phương muốn biết. Độc điện ở Long Thương Hải, tương đương nói vô ích, phạm vi hải dương lớn như vậy, lại có vô số thánh thú, không có phương hướng, ai dám tùy tiện dò xét. Mua đồ. Không để ý đến sự lo lắng của hắn, Trương Huyền ngược lại nhíu mày, nhìn lại. Độc điện trưởng lão, tới chỗ ngươi mua đồ. Mua cái gì? Lần trước đấu giá hội, bán ra một cây địa tàng hoa trăm năm, là dược vật phối chế độc dược tốt nhất, cực kỳ thưa thớt, cho nên mới đưa tới một vị trưởng lão của độc điện xuất thủ mua sắm. Cuối cùng, hắn lấy giá tiền cực thấp mua đi. Khuôn mặt của Hồ Vân Sinh xanh mét. Gốc địa tàng hoa này, là Mạc Vân Hiên bọn hắn hao tốn trả giá rất lớn lấy được, tổng giá trị tiếp cận trên trăm linh thạch thượng phẩm, kết quả. Đối phương tới mua, thoáng một phát độc lật mười mấy người, mình cũng thiếu chút nữa trúng độc, lúc này mới không có biện pháp, giá thấp bán ra. Có thể nói, lần sinh ý này, bị tổn thất nặng, để cho hắn cả một năm không có lấy lại sức. Nguyên nhân chính là như thế, phòng đấu giá bọn hắn, hiện tại rất ít làm sinh ý dược liệu, chính là sợ đối phương minh đoạt, cũng tới cái hắc ăn hắc. Ngươi còn có dược liệu mà độc điện nhất định phải sử dụng, hơn nữa dược linh cao không? Có thể hấp dẫn bọn chúng tới đây hay không? Suy tư thoáng một phát, Trương Huyền nói. Mạc Vân Hiên này không biết vị trí cụ thể của độc điện, nhưng mà độc điện trưởng lão tất nhiên biết được, hoàn toàn có thể dẫn xà xuất động. Nói cách khác, lợi dụng dược liệu bọn hắn nhất định cần, hấp dẫn tới đây, chỉ cần có độc sư xuất hiện, chế ngự, tìm vị trí độc điện liền đơn giản. Tuy bây giờ hắn lý giải đối với độc, chỉ có khoảng nhị tinh, nhưng thân có thiên đạo chân khí, coi như là độc sư lục tinh đỉnh phong, thậm chí thất tinh tới đây, đều không sợ chút nào. Đương nhiên, thực lực mạnh hơn nữa thì không được, tựa như tiên thiên thai độc, có thể su cắt tỷ hung, mặc dù thiên đạo chân khí, cũng không làm gì được nó. Độc sư có thể làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật, hoàn toàn chính xác có năng lực cùng thực lực đặc thù. Nếu như không phải kiêng kỵ danh sư đường, hơn nữa độc cực kỳ khó học, gây chuyện không tốt sẽ tổn thương bản thân, chỉ sợ ở trong chức nghiệp thượng cửu lưu, tất nhiên có vị trí của nó. Nhất định phải sử dụng dược liệu sao? Lập tức minh bạch ý tứ của đối phương, Hồ Vân Sinh tràn đầy lúng túng. Mạc Vân Hiên chúng ta, mấy năm gần đây không có thu qua dược liệu, cho dù có một ít, cũng giá trị không cao. Chỉ sợ rất khó đả động. Ăn một lần thua thiệt, bọn hắn cũng biết độc sư đáng sợ, tự nhiên sẽ không nguyện ý thu mua dược liệu. Nếu không, lại đến mấy cái đoạt, có
còn không bệnh chết. Vậy ngươi có biết, dạng dược liệu gì, có thể làm cho đối phương động tâm không? Biết thiên đạo chân khí của mình, quanh quẩn ở trong cơ thể đối phương, khẳng định không dám nói dối, Trương Huyền nhướng mày. Theo ta được biết, độc sư lục tinh muốn trùng kích thất tinh, cần phối chế kịch độc có thể độc sát thánh vực nhị trọng, mà loại vật này, tài liệu chủ yếu nhất chính là địa tàng hoa. Nếu có dược liệu này, tất nhiên có thể dẫn ra độc sư đến đây mua sắm. Chỉ là, thuốc này cực kỳ hy hữu, lần trước chúng ta có thể có được, cũng là có vận khí rất lớn ở bên trong. Hồ Vân Sinh nói, địa tàng hoa. Trương Huyền lắc đầu, lần trước rất nhiều thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh đưa không ít dược liệu, nhưng mà cũng không có địa tàng hoa, trong rất nhiều vật phẩm hắn siêu tập, cũng không có loại dược vật này. Xem ra giống như đối phương nói, hoàn toàn chính xác cực kỳ thưa thớt. Không bằng như vậy, người tuyên bố ra ngoài, có địa tàng hoa 200 năm, muốn đấu giá, chỉ cần đưa bọn chúng tới là được. Trương Huyền nói, mục đích của hắn chỉ là hấp dẫn đối phương, mà không phải là thật cần loại dược vật này, chỉ cần có thể bắt lấy, sự tình đằng sau liền dễ làm rồi. Cái này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dưới tình huống độc sư không cần độc, cùng tu luyện giả bình thường không có khác nhau chút nào, nếu như bọn hắn phát hiện tin tức địa tàng hoa là giả. Một khi không ra tay, chúng ta không có biện pháp xác nhận, làm sao biết được. Hồ Vân Sinh cười khổ. Cái này, Trương Huyền nói không ra lời. Độc sư giống vu hồn sư, ở đại lục thuộc về chuột chạy qua đường, người người hô đánh, chỉ cần không dùng độc, coi như là hắn. Cũng nhận không ra. Thiên đạo thư viện chỉ có thể quan sát tu luyện giả sử dụng võ kỹ, đối phương không sử dụng, hơn nữa đến đây mua nhiều người như vậy, đi nơi nào tìm kiếm. Mấu chốt nhất là, nếu như bọn hắn tuân thủ quy củ, dùng tiền mua sắm. Chúng ta cũng không có biện pháp cự tuyệt. Hồ Vân Sinh tiếp tục nói. Lần trước hắn bị người mua ép, là tình huống đặc biệt, cũng không phải tất cả độc sư đều hư hỏng như vậy, vạn nhất đối phương tiêu tiền mua sắm, mình không lấy ra dược liệu. Về sau đoán chừng Mạc Vân Hiên cũng không cần làm, nhất định sẽ bị độc sát toàn bộ. Cũng đúng. Trương Huyền xoa xoa lông mày. Xem ra biện pháp này của hắn không thể dùng được. Kỳ thật, cũng không cần làm giả, tuy địa tàng hoa thưa thớt, nhưng... ta biết có người khẳng định có, hơn nữa dược linh tuyệt đối vượt qua 100 năm. Cắn răng một cái, Hồ Vân Sinh nhớ ra cái gì đó, nói. À, người nào? Nghe được có người có địa tàng hoa, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Hắn tên gọi là gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là một người cực kỳ cổ quái, tất cả mọi người xưng hô quái tẩu ông. Không chỉ gieo trồng dược vật, còn siêu tập không ít bảo bối, lần trước gốc địa tàng hoa kia của ta, chính là từ trong tay hắn lấy được. Nếu như đi chỗ của hắn tìm, tất nhiên có thể tìm được. Hồ Vân Sinh nói. Chương 1819, Quái Tẩu Ông 1. Quái Tẩu Ông, hắn ở đâu, dẫn ta đi tới nhìn xem. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đã có người có, trực tiếp mua sắm là được, còn có cái gì dày vò. Cái này. Hồ Vân Sinh cười khổ. Nếu đơn giản như vậy, liền dễ dàng. Vị quái tẩu ông này, tính khí cực kỳ không tốt, cứng mềm không ăn, không phải có tiền có thể giải quyết. Bảo vật cùng dược vật của hắn, là không bán ra. Lần trước thành chủ nhu cầu cấp bách một phần dược liệu, chuẩn bị rất nhiều linh thạch, giá trị đầy đủ mua 3 gốc, kết quả. Cũng bị oanh đi ra, ngay cả cửa cũng không có vào. Thành chủ cũng bị oanh ra, thực lực người này rất mạnh. Trương Huyền nhíu mày. Có thể trở thành Tĩnh Viễn Thành thành chủ, thực lực đoán chừng cũng đạt tới thánh vực nhất trọng, người mạnh như thế, bị trực tiếp oanh ra. Chỉ sợ thực lực của quái tẩu ông này, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Thực lực của hắn tương đương ta, chỉ có thánh vực nhất trọng trung kỳ, nhưng mà... có một thú sủng thánh vực nhị trọng. Hồ Vân Sinh nói. Hắn là thuần thú sư. Trương Huyền nhíu mày. Bằng vào thực lực thánh vực nhất trọng, thuần phục thú sủng nhị trọng. Cấp bậc thuần thú chỉ sợ đã đạt tới thất tinh. Loại cường giả năng lực này, ngay cả danh sư học viện cũng không có, một tiểu thành xa xôi của đế quốc, có nhân vật như vậy. Ta không biết, nhưng thú sủng này đối với hắn nói gì nghe nấy, chỉ cần có người dám quấy rối sẽ bị ném ra, coi như là ta, cũng không dám tùy ý sằng bậy. Hồ Vân Sinh nói. Lại hàn huyên vài câu, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Thông qua vị hiên chủ này nói. Có thể biết rõ quái tẩu ông kia hoàn toàn chính xác rất quái lạ, ưa thích siêu tập các loại bảo vật, dược liệu quý hiếm cũng trồng không biết bao nhiêu. Dựa theo đạo lý bình thường, chơi đùa mấy thứ này, cơ bản đều là treo giá,
kỳ quái chính là, gia hỏa không bán ra, thậm chí ngay cả cửa cũng không thể nào vào được. Dẫn ta nhìn xem, mặc kệ gia hỏa này có bao nhiêu quái dị, hắn nhất định là phải nghĩ biện pháp hấp dẫn độc sư tới, mượn cái này tìm được độc điện. Phi hành 10 ngày, Ngụy Như Yên như trước không có tỉnh lại, nói rõ độc thể càng ngày càng nghiêm trọng, không cứu chữa nữa có thể sẽ tổn thương đến sinh mệnh, vô luận từ phương diện nào cũng không thể lại để cho hắn từ chối, cũng không cách nào từ chối. Tìm hắn. Sắc mặt Hồ Vân Sinh phát khổ. Ta sợ không chỉ bị sập cửa vào mặt, còn có sẽ bị ném ra. Vị trước mắt này vừa tới Tĩnh Viễn Thành, không biết vị quái tẩu ông kia đáng sợ, hắn là tự mình trải qua, ngay cả thành chủ cũng không làm gì được, huống chi là bọn hắn. Hắn đã từng bái phỏng qua mấy lần, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị ném đi ra, mỗi lần chịu không ít khổ, bị thương không nhẹ. Không sao. Trương Huyền lắc đầu. Thân phận của hắn bây giờ, là một vị độc sư, mà không phải danh sư, không cần tuân thủ nhiều quy củ như vậy. Chỉ cần đi xem, nhất định có thể nghĩ được biện pháp. Được rồi. Nhìn bộ dáng của đối phương, biết rõ không cách nào khuyên can, tính mạng của hắn lại ở trong tay người ta, Hồ Vân Sinh đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Hai người vừa ra khỏi phòng, chỉ thấy Chu Khiếu lên đón, chứng kiến hiên chủ chẳng những không có giết trung niên này, ngược lại theo ở phía sau, giống như hạ nhân, khuôn mặt Chu Khiếu không thể tin được. Bất quá, Hồ Vân Sinh cũng không có biện pháp giải thích, sắc mặt đỏ bừng, bàn giao đám người Chu Khiếu trông coi Mạc Vân Hiên, bản thân thì ở phía trước dẫn đường, bước nhanh đi ra ngoài. Nếu như không có trúng độc, ngược lại có thể ám chỉ thuộc hạ, tìm nhiều mấy người, mai phục ở chung quanh, tiến hành đánh lén, nhưng chỉ cần độc chưa giải, cho 10 cái lá gan cũng không dám làm như thế, nếu không, khả năng còn không có động thủ, bản thân đã chết trước rồi. Hơn nữa, vô cùng có khả năng thuộc hạ đều bị độc sát, đối phương không có việc gì. Nếu dễ dàng chém giết độc sư như thế, đoán chừng độc điện đã sớm không tồn tại. Chỗ ở của quái tẩu ông, cách Mạc Vân Hiên cũng không xa, đi một lát, liền chứng kiến một tiểu viện không lớn xuất hiện ở trước mắt. Cửa sân đóng chặt, phía trên treo bài tử đóng cửa từ chối tiếp khách, chung quanh vắng ngắt, ngay cả hộ vệ cũng không có, nhìn không ra bên trong ở một vị cường giả thánh vực chút nào. Gõ cửa đi. Đi vào trước mặt, Trương Huyền phân phó. Cái này, cứ như vậy trực tiếp gõ cửa, không cần chuẩn bị bái thiếp. Hồ Vân Sinh sững sờ. Bình thường bái phỏng đều cần trình bái thiếp, nói rõ thân phận của mình cùng lý do. Cái gì cũng không có chuẩn bị liền gõ cửa, chẳng lẽ cứ như vậy đi vào. Đối phương vốn quái dị, bất luận lễ nghi gì cũng không có, làm sao có thể cho sắc mặt tốt. Gõ là được. Cũng không trả lời, Trương Huyền cười cười. Vô luận quái dị hay không, chỉ cần là người, đều có dục vọng cùng truy cầu, có những thứ này. Hắn có đầy đủ tự tin để cho đối phương ngoan ngoãn bán thuốc. Được rồi. Thấy đối phương không nghe khuyên bảo báo, Hồ Vân Sinh lắc đầu, đi lên trước gõ cửa. Đông 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 đông. Thanh âm ở trong đường vắng yên tĩnh hết sức to rõ, vang vọng bốn phía. Két. Cửa sân của quái tẩu ông không có mở, một cái sân đối diện lại từ từ mở ra, ngẫu nhiên chứng kiến một lão giả cùng người hầu đi ra. Không cần gõ, người ở bên trong sẽ không ra gặp các người đâu. Liếc nhìn hai người, lão giả nói. Không gặp. Trương Huyền nhíu mày. Ngươi là hạ nhân của quái tẩu ông. Đương nhiên không phải, ta chỉ là một người ngưỡng mộ tiền bối mà thôi. Lão giả khoát tay. Vậy tiếp tục gõ cửa đi. Nghe đối phương cùng quái tẩu ông không quan hệ, Trương Huyền quay đầu, để cho Hồ Vân Sinh tiếp tục. Ngươi. Thấy gia hỏa này thờ ơ với khuyến cáo của mình, lão giả nhướng mày. Chương 1820, quái tẩu ông 2. Sắc mặt của người hầu càng trầm xuống, đi lên trước, ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Dám cùng chủ nhân nhà của chúng ta nói như vậy, người biết hắn là ai sao? Lườm đối phương, Trương Huyền lười để ý đến. Quản ngươi là ai, người biết ta là ai sao? Nói ra hù chết ngươi. Đông đông đông. Lần nữa gõ cửa. Không nghĩ tới bị không để ý tới, người hầu tức đến khuôn mặt khó coi. Tiến về phía trước một bước. Chủ nhân của ta là y sư công hội hội trưởng, Chu Tuyên đại sư. Chu Tuyên. Trương Huyền lắc đầu. Không biết, tiếp tục gõ đi. Vâng. Khóe miệng Hồ Vân Sinh co lại. Vị Chu Tuyên này và hắn cùng xuất hiện không nhiều lắm, chợt nhìn chỉ cảm thấy quen mặt, không nhớ ra được, lúc này nghe được giới thiệu, cũng nghĩ tới. Y sư công hội hội trưởng, coi như là thành chủ gặp cũng lấy lễ đối đãi, không dám có chút khinh mạn.
gia hỏa này thì ngược lại, lý lẽ cũng không để ý, không nhìn thẳng. Ngẫm lại cũng để hắn nổi điên. Bất quá, bị quản chế, cũng không có biện pháp a, đành phải giả bộ như không biết, tiếp tục gõ. Thấy bộ dáng của gia hỏa này, vô luận người hầu hay lão giả Chu Tuyên, đều có chút điên rồi. Tĩnh Viễn Thành Y Sư Công Hội Hội trưởng, địa vị so với thành chủ cũng không chút nào kém. Chỉ cần là người, người nào không có thời điểm bị thương cùng sinh bệnh. Bởi vậy, dám đắc tội công hội hội trưởng khác, nhưng hắn tuyệt đối không ai dám tìm phiền toái. Người này thì ngược lại, trực tiếp không để ý tới, coi thành không khí. Người có nghe được ta nói chuyện không? Chủ nhân ta chính là Y Sư Lục Tinh. Người hầu nghiến răng. Đã nghe được, ta muốn tìm là quái tẩu ông, không phải hắn. Trương Huyền lắc đầu. Y Sư Lục Tinh mà thôi, 3 tháng trước, một phó viện trưởng Lục Tinh đỉnh phong tìm hắn phiền toái, cũng thiếu chút nữa bị hắn giết chết, huống chi vị này. Ngươi, người hầu tức đến muốn bất tỉnh. Y Sư Lục Tinh, đi đến địa phương nào đều được người kính ngưỡng tôn sùng, gia hỏa này lại có thể. Không thèm quan tâm. Đáng giận. Chẳng lẽ không biết giao hảo một vị y sư sẽ được chỗ tốt gì, đắc tội một gã y sư, sẽ trả giá như thế nào sao? Còn muốn nói gì, Chu Tuyên đại sư thò tay ngăn lại, đi lên trước nói. Bằng hữu, ta không biết ngươi là ai, không quan tâm thân phận của ta cũng không coi vào đâu, bất quá, quái tẩu ông tiền bối không muốn gặp người, coi như lại gõ nữa, cũng vô dụng. Chu Tuyên đại sư thân là y sư công hội hội trưởng, gặp qua không ít người. Vị trước mắt này biết rõ thân phận của hắn còn bình tĩnh như thế, chỉ bằng vào điểm này, liền biết chắc không đơn giản. Bởi vậy, hắn sẽ không giống người hầu, tự cao quát lớn, mà dùng ngữ khí khuyên can nói. Không muốn gặp người. Phải, tiền bối tính khí quái dị, coi như lúc trước thành chủ bái phỏng, nhiều lần trình danh thiếp cũng không được, ta khuyên ngươi trước chuẩn bị danh thiếp, tìm người hỗ trợ đưa qua, nếu không, ở chỗ này gõ cửa, chỉ gây nên phản cảm, được không bù mất. Chu Tuyên đại sư nói tiếp. Hắn nói chính là lời thật. Tinh khí của quái tẩu ông thật sự quá quái dị, coi như là hắn, ở đối diện mỗi ngày bái kiến, đối phương cũng không gặp mặt, người một người lạ lắm, cái gì cũng không chuẩn bị, chạy tới đây gõ cửa, người ta không phải càng không thấy sao. Là như thế này à? Trương Huyền nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã như vậy. Nghe nói như thế, Chu Tuyên cho rằng đối phương sẽ biết khó mà lui, quay người rời đi. Chuẩn bị cho cái bái thiếp, kết quả, nghe được câu phía dưới, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Hồ Vân Sinh, phá cửa đi. Khoát tay áo, Trương Huyền như làm sự tình cực kỳ đơn giản, không quan trọng. Phá cửa. Khóe miệng co lại, Hồ Vân Sinh cũng thiếu chút không ngất đi. Ân. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Nếu không ta đến đi. Biết rõ Hồ Vân Sinh này chưa hẳn dám nghe theo mệnh lệnh, chẳng muốn nói nhảm, Trương Huyền tiến về phía trước một bước. Đi tới trước mặt đại môn, bàn tay đặt ở phía trên, lực lượng đột nhiên ngưng tụ. Ầm ầm. Đại môn trước mắt chỉ làm bằng gỗ, làm sao có thể chống đỡ được lực lượng của hắn, chỉ thoáng một phát liền chia 5 xẻ 7, bay ngược tiến vào trong nội viện. Thanh âm nổ vang, bụi đất tung bay. Cái này, thấy hắn nói làm liền làm, căn bản không phải vui đùa, thân thể Chu Tuyên run lên, thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ. Ta đã nói cho ngươi không nên quấy rầy rồi. Kết quả lại phá cửa. Tức đến hai mắt biến thành màu đen, hô hấp dồn dập, sắp không thở nổi. Cái này là từ đâu xuất hiện a? Mới đầu hắn cũng không quan tâm quái tẩu ông này, cảm thấy đối phương cố làm ra vẻ huyền bí, bản thân đường đường y sư công hội hội trưởng bái phỏng, nên tự mình nghênh đón, không kênh kiệu, về sau gặp qua đối phương chữa bệnh, mới hiểu được y thuật của đối phương cường đại hơn hắn nhiều lắm, nói cách khác. Vị quái tẩu ông này có thể là y sư Lục Tinh đỉnh phong thậm chí. Thất tinh. Chính bởi vì như thế, chuyên môn ở đối diện thuê phòng, mỗi ngày bái yết, mục đích đúng là hy vọng có một ngày có thể đạt được coi trọng, truyền thụ chút kỹ nghệ. Cũng bởi vì duyên cớ này, nghe được có người gõ cửa, chạy đến khuyên can, lưu lại cho đối phương ấn tượng tốt. Thế nhưng, khuyên can là khuyên can, nên nói cũng nói, gia hỏa này lại như chảy gỗ. Một quyền phá cửa. Cái này phải làm sao bây giờ? Quái tẩu ông tiền bối, nhất định sẽ rất tức giận. Đây không phải liền giải quyết xong sao, vào đi thôi. Không để ý tới Chu Tuyên sắp nổi điên, Trương Huyền khoát tay chặn lại, dẫn đầu đi vào. Chương 1821, Thanh Tiên Độc 1. Tiểu viện không lớn, linh khí lại kinh người, tùy tiện nhìn thoáng qua, Trương Huyền đã biết rõ trong đó bố trí một tụ linh trận, hơn nữa không thấp,
không thua cấp 6 đỉnh phong. Tụ linh trận hội tụ, linh khí nơi đây so với ngoại giới muốn nồng hậu dày đặc gấp bội, toàn bộ tiểu viện rậm rạp chằng chịt dược liệu, hầu như đều là vật phẩm quý hiếm trên thị trường không thấy được. Không tệ. Tùy tiện nhìn lướt qua, Trương Huyền lập tức chứng kiến ít nhất 10 gốc đạt tới thánh vực, ánh mắt nhịn không được sáng ngời. Lúc trước phư hư, cũng không có nhiều như vậy. Két. Đang quan sát bốn phía, cửa phòng mở ra, một lão giả thoạt nhìn lôi tha lôi thôi đi ra, nhìn về phía đám người Trương Huyền, gầm lên giận dữ. Ai bảo các ngươi vào, thật to gan. Hỏa khí ngút trời. Đổi lại ai cũng tức giận, trong nhà đang bình yên, người khác trực tiếp phá cửa xông tới. Có thể lại kiêu ngạo một chút hay không? Tiền bối, là hắn cứng rắn xông vào, ta cũng không nghĩ tới. Chứng kiến quái tẩu ông tức giận, Chu Tuyền nhìn không được run rẩy, vội vàng tiến lên giải thích. Duy trì hình tượng tốt thời gian dài như vậy, cũng không muốn bởi vậy chôn vùi a. Hổ thanh thú, tiễn khách. Không để ý tới lời của hắn, quái tẩu ông nói. Phần phật, kèm theo hắn nói, một thánh thú dài hơn 5 mét từ một bên gian phòng đi tới. Mỗi một bước mặt đất đều phát ra rung động lắc lư kịch liệt. Hổ thanh thú, thánh vực nhị trọng sơ kỳ, sức chiến đấu so với tử dương thú chỉ mạnh không yếu. Sóng khí cùng cảm giác áp bách cường đại, khiến sắc mặt người ta trắng bệch, thân thể không tự chủ được phát run. Nhất là Hồ Vân Sinh, thiếu chút nữa phun ra máu, lúc trước hắn tới mấy lần, đều bị gia hỏa này đập bộ mặt hoàn toàn thay đổi, lần nữa gặp được, bản năng theo cảm thấy run rẩy. Chu Tuyên cũng kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, loại cấp bậc thánh thú này căn bản cũng không phải là thực lực của hắn bây giờ có thể chống lại. Tự mình cút ra ngoài, hay ta đánh ngươi thành phế vật, lại ném ra. Ánh mắt của hổ thanh thú như đèn lồng nhìn chằm chằm vào Trương Huyền. Hai cái cũng không chọn thì sao? Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Sao nói nhảm nhiều như vậy, đánh văng hắn ra. Khoát tay áo, quái tẩu ông quay người tiếp tục đi vào gian phòng. Thú sủng tự mình xuất thủ, hắn cực kỳ yên tâm, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Mới xoay người sang chỗ khác, chợt nghe sau lưng hổ thanh thú gầm phẫn nộ, ngay sau đó sóng khí cường đại trùng kích, mặt đất liên tục rung rung. Sau đó có cái gì bay lên không trung, ầm ầm, nặng nề đập xuống đất, tóe lên bụi đất. Không biết phân biệt, quái tẩu ông hài lòng nhẹ gật đầu. Hổ thanh thú luôn luôn hung mãnh, nghe được thanh âm này đã biết rõ. Nhất định là gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia bị đánh một trận rồi. Được rồi, giáo huấn một chút là được, không nên giết. A, khoát tay áo, quái tẩu ông xoay người lại. Tuy không quan tâm thân phận chân chính của đối phương, nhưng mà dám trực tiếp xông cửa tiến đến, địa vị khẳng định không thấp, hắn chỉ thích thanh tĩnh, không muốn làm lớn sự tình. Lời còn chưa nói hết, liền thấy được tình cảnh trước mắt, thân thể cứng đờ, quái tẩu ông nhìn không được ngây người tại chỗ. Cái này, đây là có chuyện gì? Qua cả buổi, mới nói ra được, cả người tựa hồ có chút choáng váng. Chỉ thấy tình huống phía trước cùng mình suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, hổ thanh thú vốn nên giáo huấn người khác, lúc này đang nằm ở trước mặt trung niên, đầu lưỡi liếm láp bàn tay của đối phương, ánh mắt tràn đầy nịnh nọt, một bộ chó nhà a. Đây là tình huống như thế nào? Ta bảo ngươi đánh người, không phải để cho ngươi nịnh nọt. Sao cảm giác ngươi không phải thú sủng của ta? Mà là của đối phương. Trong lòng khó giải, vội vàng nhìn đám người Chu Tuyên, chỉ thấy ba người này cũng choáng váng đứng tại chỗ, giống như gặp quỷ. Hổ thanh thú, người đang làm gì đó? Cũng không nhịn được nữa, lão giả lớn tiếng quát lớn. Cái này gọi là chuyện gì, thú sủng của hắn, nhận được mệnh lệnh đi giáo huấn đối phương, kết quả lại nằm sấp ở trước mặt đối phương, mất mặt xấu hổ, làm cho thể diện của mình để vào đâu. Không khỏi quá hố người đi. Chủ nhân, ta. Hổ thanh thú xoay đầu lại, móng vuốt cực lớn gãi gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, ta đến đi. Mỉm cười, Trương Huyền đi về phía trước vài bước, đi vào trước mặt lão giả. Hiện tại mặc dù hắn là tòng thánh đỉnh phong, nhưng mà thực lực chân chính, ngay cả thánh vực nhị trọng chiến sư Trác Thanh Phong cũng không phải đối thủ, hổ thanh thú tuy mạnh, cũng không phải đối thủ. Một quyền đánh bay lên trời, sau một khắc. Liền ngoan ngoãn nghe theo phân phó, mặc dù đối phương có chủ, không có thuần phục, nhưng dĩ nhiên không tạo thành uy hiếp. Ngươi hẳn là quái tẩu ông tiền bối. Trương Huyền nhìn lại. Ta tới nơi này có việc muốn nhờ, muốn cùng ngươi mua một cây địa tàng hoa, dược linh càng lâu càng tốt. Chương 1822, Thanh Thiên Độc 2. Có việc muốn nhờ.
nhìn thoáng qua đại môn chia năm xẻ bảy cùng thú sủng vẻ mặt nịnh nọt, khóe miệng quái tẩu ông co lại. Người đây là cử động cầu người nên có sao? Vừa đến liền đá bay đại môn không nói, còn biết thú sủng của ta thành cái dạng này. Người đây không phải tới cầu ta, mà là để cho ta tới cầu ngươi a. Muốn mua dược liệu, trừ khi bước qua thi thể của ta. Hàm răng cắn chặt, quái tẩu ông tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Bước qua thi thể của ngươi. Trương Huyền lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nếu như ngươi nói vậy, chỉ có thể ngượng ngùng. Nói xong nhướng mày, trên thân một cỗ khí thế cường đại phun ra, ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, năm ngón tay mở ra. Ầm ầm. Quái tẩu ông chỉ cảm thấy chân khí trước mặt như vòi rồng tuôn tới, tuy cấp bậc còn không bằng hắn, nhưng mà vô luận lực lượng hay độ tinh thuần, đều xa xa không phải hắn có thể so sánh. Có thể đoán được, chỉ cần bàn tay của đối phương hạ xuống, vô cùng có khả năng bị đập thành thịt nát. Đáng giận. Sắc mặt trở nên xanh mét, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, quái tẩu ông vội vàng nhảy ra sau, lần này thi triển ra lực lượng toàn thân, thân ảnh nhanh như thiểm điện. Mặc dù thực lực của hắn chỉ là thánh vực nhất trọng, nhưng thân pháp tránh né lại hết sức cao minh, trong nháy mắt liền thoát ly phạm vi bàn tay bao phủ. Sợ hãi công kích của đối phương tiếp tục truy kích đến, nhảy ra vòng chiến, quái tẩu ông không dám ngừng, lại liên tục nhảy hai lần, không sai biệt lắm lưng sắp đụng vào phòng ốc, lúc này mới dừng lại. Ách! Nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện đối phương vẫn đứng tại chỗ, không có ý tứ tiếp tục truy kích, chắp hai tay sau lưng, đầu lâu khẽ giơ lên. Gió nhẹ lướt qua, tay áo nhẹ nhàng nâng, tựa như một thế ngoại cao nhân. Da mặt co lại, biến hóa cũng quá nhanh đi, vừa rồi đánh tới một trường, tựa hồ hận không thể đưa hắn vào chỗ chết, mà bây giờ trong nháy mắt, liền một bộ ở trong nước bùn mà không nhiễm, siêu cấp cường giả. Có cần biến hóa lớn như vậy hay không? Không chỉ hắn, Chu Tuyên cùng Hồ Vân Sinh ở một bên cũng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức. Gia hỏa trước mắt này, thực lực cường đại cũng được. Tốc độ trở mặt tựa hồ càng cường đại hơn, khiến người ta căn bản xem không hiểu đến cùng đang suy nghĩ gì, lại muốn làm gì. Muốn giết cứ giết, muốn trêu đùa hí lộng ta, không có cửa đâu. Sắc mặt quái tẩu ông xanh mét. Hắn cảm giác đối phương như đang cố ý trêu đùa hí lộng, rõ ràng có được thực lực có thể tùy ý đánh chết, nhưng không động thủ. Trêu đùa hí lộng ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn qua. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, thanh thiên độc xâm nhập, còn có thể kiên trì nhiều năm như vậy, không quá dễ dàng a. A, ngươi, ngươi. Quái tẩu ông vốn muốn nổi giận, nghe nói như thế, liên tục lui về sau hai bước, miệng lưỡi thoáng một phát mở ra, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Giống như đối phương nói, hắn thật sự trúng thanh thiên độc, sau khi trúng độc, bằng vào y thuật tinh xảo, một mực kéo dài hơi tàn. Dù vậy, cũng sắp kiên trì không nổi, chỉ là... Chuyện này ai cũng chưa nói qua, càng chưa bao giờ thấy qua vị trước mắt này, làm sao có thể chỉ gặp lần đầu tiên, liền nói ra được. Có chút bối rối. Ha ha, thanh thiên độc, lấy nước bọt của thánh vực tứ trọng thanh thiên xà làm chủ tài luyện chế thành, cường giả thánh vực tứ trọng, cũng có thể đơn giản độc chết. Sở dĩ ngươi có thể sống sót, không nhìn lầm, hẳn là thời điểm còn nhỏ, phục dụng qua một cây thất hoa thảo a. Còn chưa kịp hỏi thăm, chợt nghe ra hỏa đối diện nhàn nhạt nói. Ta, toàn thân quái tẩu ông chấn động. Đối phương nói không sai, thời điểm hắn 7 tuổi, dùng lầm một cây thất hoa thảo. Thứ này thuộc về dược vật mãn tính, mặc dù không độc chết ngay tại chỗ, nhưng nguy hại rất lớn, nguyên nhân chính là như thế, mới nỗ lực học tập y thuật, muốn triệt để giải quyết. Chuyện này, đồng dạng rất ít người biết, vị trước mắt này, một cái nói ra, chẳng lẽ là bằng hữu cũ lúc trước. Nhìn kỹ, nhịn không được lắc đầu. Vô luận dung mạo hay khí tức, đều là trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hắn có thể xác nhận, lúc trước tuyệt đối chưa thấy qua vị này. Kỳ thật muốn xem ra điểm ấy, cũng không phức tạp, sau khi phục dụng thanh thiên độc, không chỉ thân thể phát xanh, ánh mắt cũng sẽ phát sinh biến hóa, trong màu nâu xanh mang theo dây nhỏ màu đỏ như máu, từ xa nhìn lại, như là mắt rắn. Trương Huyền nhìn qua. Đương nhiên, chỉ bằng vào điểm ấy chỉ có thể phỏng đoán, ngươi có bị thanh thiên xà cắn hay không. Chân chính xác nhận, là vì ngón tay của ngươi trở nên trắng, không có màu nâu xanh, nếu như không nhìn lầm. Năm đó sử dụng cái tay này ngắt thất hoa thảo, hơn nữa bị đâm phá. Cái này, quái tẩu ông lần nữa run lên. Khi đó niên kỷ quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều nhớ không được, nhưng đối phương vừa nói, nghĩ, ngón tay này,
hoàn toàn chính xác bị thất hoa thảo đâm qua. Mặt ngoài thất hoa thảo có gai, trong đó ẩn chứa độc tính, nhưng đối với độc rắn của thanh tiên xà, lại có tác dụng khắc chế, cả hai dung hợp, màu xanh biến trắng, có thể bảo trì tính mạng của ngươi sẽ không tạm thời tử vong, lại tra tấn ngươi thống khổ không chịu nổi. Ngươi có lẽ mỗi đến ban đêm giờ tí, toàn thân sưng vù, cốt cách ngứa ngáy a. Trương Huyền tiếp tục nói. Thân thể quái tẩu ông cứng ngắc. Tốt rồi, hiện tại có thể vào phòng, cùng ngươi thương nghị mua địa tàng hoa chưa? Thấy nét mặt của hắn, Trương Huyền biết mục đích của mình đã đạt tới, lần nữa cười cười. Mời mời. Quái tẩu ông vội vàng khom người. Tiền bối. Nghe đối thoại của hai người vào trong tai, vẻ mặt Chu Tuyên phát mộng, nhịn không được nhìn về phía trước, muốn hỏi đến tột cùng. Còn không mau bưng trà rót nước, ở chỗ này làm gì? Quái tẩu ông quát lớn một tiếng. Chương 1823, giải độc 1. Cái đồ chơi gì? Một chút nhãn lực cũng không có, còn muốn bái ta làm thầy. Nằm mơ à? Quái tẩu ông nhếch miệng. Chu Tuyên khóc không ra nước mắt. Vừa rồi ngươi một bộ muốn giết người, ta làm sao biết, thời gian nháy mắt muốn bưng trà rót nước, chơi giống như khách quý lâm môn à. Còn không mau đi. Trong lòng phiền muộn, quay đầu nhìn về phía người hầu quát. Người hầu. Được rồi, để ta tự mình tới đi. Chần chừ một chút, Chu Tuyên khoát tay áo. Chỉ có tự mình tới mới lộ ra chân thành. Vội vã chạy tới đối diện, biến mất ở trước mặt mọi người. Không để ý tới hắn đi pha trà, Trương Huyền đi vào gian phòng, ngồi ở chủ vị. Quái tẩu ông lại ngồi ở phía dưới, vẻ mặt cung kính. Tiền bối, thanh tiên độc của ta. Buồn bực một lát, cũng nhịn không được nữa, quái tẩu ông cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, trong mắt mang theo khát vọng. Đối phương có thể một hơi nói ra nhiều như vậy, nhìn ra nhiều bệnh trạng như vậy, có lẽ thật có thể giải quyết. Có thể có nhãn lực như thế, xưng hô một tiếng tiền bối cũng không đủ. Thanh tiên độc, là độc dược cấp 7, một khi chúng, coi như là độc sư thất tinh, cũng khó có thể giải quyết. Trương Huyền nói, sắc mặt quái tẩu ông trắng nhợt. Độc sư thất tinh cũng khó giải quyết, chẳng phải tỏ vẻ, mình không có hy vọng. Bất quá, ta, có thể giải. Trương Huyền nói. Có thể giải. Đồng tử co rụt lại, nắm đấm của quái tẩu ông siết chặt, sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên hàm răng khẽ cắn, quỳ rạp xuống đất. Kính xin tiền bối cứu ta. Hắn bị độc bệnh này tra tấn quá lâu, có chút kiên trì không nổi, nếu như có thể giải quyết, đừng nói quỳ xuống, coi như là làm trâu làm ngựa, cũng sẽ không chớp mắt. Leng keng. Hắn vừa quỳ xuống. Chu Tuyên bưng nước trà đi tới, vào cửa thấy một màn như vậy, sợ tới mức bàn tay run lên, chén trà rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hắn là thật muốn điên rồi. Quái tẩu ông cao ngạo hắn biết rõ, y sư công hội hội trưởng như hắn mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí bái yết, giống như người hầu nghe theo hầu hạ. Đối phương cũng lười liếc mắt nhìn. Gia hỏa này vừa mới đập phá cửa người ta, biến thánh thú người ta thành chó, chẳng những không tức giận. Sai mình bưng trà rót nước không nói. Còn quỳ xuống. Có cần kích thích như vậy hay không? Một y sư thất tinh hư hư thực thực, ngay cả thành chủ cũng không để ý chút nào, lại quỳ gối. Chu Tuyên cảm giác thế giới qua của mình sụp đổ, trái tim muốn nổ tung. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Không nghĩ tới đối phương quỳ xuống, Trương Huyền lắc đầu nói. Tiền bối, địa tàng hoa ta vừa vặn có một cây, 200 năm. Nếu như tiền bối cần dùng mà nói, trực tiếp cầm đi là được. Nhớ tới lúc trước đối phương nói dược liệu, quái tẩu ông không chần chờ chút nào, vội nói. Trương Huyền gật đầu. Mục đích tới đây đúng là vì địa tàng hoa, đối phương có, hơn nữa tính toán đưa tặng, nói rõ sự tình đã xong. Giải quyết thanh tiên độc không khó, nhưng người chúng độc đã lâu, dĩ nhiên vượt qua 20 năm, độc đã xâm nhập cốt tủy cùng nội tạng, dược vật đơn thuần trị liệu. Cực kỳ bé nhỏ, chỉ sợ cần sử dụng một ít thủ đoạn cực đoan. Gõ bàn một cái, Trương Huyền nói. Chỉ cần có thể giải độc, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Quái tẩu ông nghiến răng. Vậy là tốt rồi. Thấy thái độ của đối phương thành khẩn, Trương Huyền gật đầu cười, cổ tay khẽ đảo, lấy ra trang giấy, bút lông, tiện tay viết một phương thuốc. Dựa theo phương thuốc này bắt lấy dược liệu, năm càng cao càng tốt. Nhìn thoáng qua nội dung trên trang giấy. Quái tẩu ông dừng lại một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đưa phương thuốc cho Chu Tuyên cách đó không xa. Đi lấy những dược liệu này, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ. Vâng. Nhãn tình sáng lên, Chu Tuyên không chút do dự,
vội vã đi ra ngoài. Chuẩn bị một cái nồi lớn, để dược vật vào trong đó, sau đó. Ngươi tiến nhập trong đó chưng hấp. Trương Huyền nói tiếp. Chưng hấp. Quái tẩu ông nhíu mày. Tuy lấy thực lực của hắn, nước sôi chưng hấp đã không gây thương tổn mảy may, nhưng ngâm ở trong nước sôi, khẳng định cũng không chịu nổi. Đúng vậy, độc trong cơ thể ngươi, thời gian quá lâu, hơn nữa ngươi phục dụng vô số dược vật, cả người đã giống như ấm sắc thuốc. Muốn giải độc, nhất định phải sớm bước ra những dược vật lộn xộn này. Trương Huyền tiếp tục nói. Quái tẩu ông gật đầu. Thân là y sư, đối với thân thể của mình, biết rất rõ ràng, những năm này nếm qua thuốc giải độc, không có một xe, cũng tuyệt đối có một sọt. Nhiều dược vật như vậy, trầm tích trong người, dần ra, để cho thân thể kháng dược tính, cho dù thật có giải dược, cũng sẽ phát sinh phản ứng, từ đó mất đi hiệu quả tốt nhất. Loại chưng hấp này, đúng là vì khu trừ những dược vật lưu lại trong cơ thể, để cho thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi chưng hấp, uống rượu thuốc trong hồ lô này. Thanh tiên độc trong cơ thể coi như chưa giải, cũng không xê xích gì nhiều. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một hồ lô rượu. Muốn triệt để giải quyết thanh tiên độc, bằng vào một ít dược vật bình thường khẳng định không được, chỉ có thể sử dụng thiên đạo chân khí. Chương 1824, giải độc 2. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước ân cần săn sóc tốt thân thể đối phương, nếu không, đối với chân khí của hắn nhu cầu sẽ là rất lớn. Kịch độc có thể độc sát cường giả thánh vực tứ trọng, cũng không phải là một hai đạo chân khí có thể hóa giải. Đa tạ. Vội vàng tiếp hồ lô, trong mắt quái tẩu ông tràn đầy cảm kích. Rượu thuốc có thể giải quyết độc dược cấp 7, đối phương tiện tay đưa tiễn, giá trị to lớn, tuyệt đối vượt qua địa tàng hoa rồi. Tiền bối, ngươi chờ một lát, ta mang địa tàng hoa tới. Biết phương pháp trị liệu, quái tẩu ông không do dự, vội vã đi ra ngoài, không lâu sau, đưa tới một cái hộp ngọc. Tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền nhẹ nhàng mở ra, lập tức chứng kiến một cây dược liệu toàn thân trắng nõn nằm ở trong đó. Tựa như mỹ ngọc, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Ân, nhẹ gật đầu, tiện tay đưa dược vật cho Hồ Vân Sinh, phân phó nói. Đi tổ chức đấu giá hội, phải để toàn thành biết tin tức có dược liệu này bán ra. Vâng, Hồ Vân Sinh nhẹ gật đầu, cầm lấy dược liệu đi ra ngoài. Biết rõ ra hỏa này chúng, độc, không thể giải, không dám làm chuyện điên khùng gì, Trương Huyền không hề nhiều quản, yên tĩnh đợi ở chỗ này. Một lúc lâu sau. Chu Tuyên chuẩn bị đầy đủ dược vật, lúc này Trương Huyền mới an bài dùng nồi lớn đun sôi. Chờ dược hiệu triển khai toàn bộ, quái tẩu ông đi vào trong đó. Xì 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 xì. Trong nồi nước, như bị nước mực nhuộm đầy, không lâu sau, toàn thân liền biến thành màu đen, như có vô số tạp chất từ trong lỗ chân lông khu trừ ra. Trương Huyền đi vào trước mặt, ngón tay ở trên thân đối phương liên tục điểm, kim châm bay múa, đâm đầy toàn thân. Không biết qua bao lâu. Trong nồi thay đổi mấy lần nước, làn da của quái tẩu ông mới biến thành màu ngà sữa, lúc này dừng lại, cho đối phương uống rượu. Không lâu sau, màu nâu xanh trong mắt dần dần biến mất. Oanh long long. Vừa làm xong những thứ này, toàn thân quái tẩu ông buông lỏng, một cỗ khí tức phóng lên trời, lúc trước chỉ có thánh vực nhất trọng, trong nháy mắt đột phá, liên tiếp kéo lên. Cái này. Con mắt Chu Tuyên trợn tròn, không thể tin được. Hắn thân chúng kịch độc, tu vi bị áp chế. Hiện tại thành công giải độc, thực lực tự nhiên khôi phục. Thấy hắn không rõ, Trương Huyền cười giải thích. Sở dĩ có thể nhìn ra đối phương trúng độc, tự nhiên là bởi vì quái tẩu ông thi triển võ kỹ, thư viện xuất hiện thư tịch đối ứng. Giới thiệu trong thân thể thiếu sót, cũng giới thiệu thân phận của đối phương. Thanh Nguyên Đế Quốc, y sư thất tinh đỉnh phong. Loại cấp bậc y sư này, làm sao có thể chỉ là thánh vực nhất trọng. Chỉ sợ là bị người hạ độc, bị buộc bất đắc dĩ. Mới trốn tới chỗ thật xa mai danh ẩn tích. Thực lực ở dưới kịch độc xâm nhập, bị dần dần áp chế, biến thành bộ dáng bây giờ. Hiện tại kịch độc giải quyết, tu vi bị áp chế cũng khôi phục như lúc ban đầu. Oanh long long. Dương mắt nhìn lại, lực lượng của quái tẩu ông càng ngày càng mạnh, rất nhanh đột phá gông cùng xiềng xích của thánh vực nhất trọng, đạt đến thần thức cảnh. Ngay sau đó tam trọng thai anh cảnh. Một lúc lâu sau, lực lượng tràn đầy. Dĩ nhiên trở thành thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh. Giải quyết kịch độc, thực lực rốt cuộc triệt để khôi phục. Ta đứng dậy, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, hốc mắt của quái tẩu ông đỏ bừng. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực chờ đợi, có thể triệt để giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể, một lần nữa khôi phục thực lực, vốn tưởng rằng cả đời vô vọng,
nằm mơ cũng không nghĩ đến. Người trung niên này, nhẹ nhõm giúp hắn giải quyết xong. Đa tạ ân tái tạo của tiền bối. Đầu gối mềm nhũn quỳ ở trước mặt Trương Huyền. Lúc trước quỳ xuống, là muốn cầu đối phương cứu chữa, tuy bái xuống, nhưng có chút không cam lòng, mà bây giờ là chân tâm thật ý, không có chút dối trá nào. Khách khí. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đối phương là y sư, cứu vô số người, có thể ra tay trợ giúp, tự nhiên sẽ ra tay. Có thể hạ độc ngươi như vậy, hẳn là độc sư gây nên a. Nhíu nhíu mày, Trương Huyền hỏi. Thanh tiên độc là một ít độc sư thất tình cũng rất khó chế biến ra, có thể lấy ra thứ này, tất nhiên có quan hệ tới độc sư. Đúng là độc sư gây nên, bất quá, hiện tại nếu như tu vi của ta khôi phục, nhất định sẽ để cho đối phương trả giá. Ánh mắt lạnh lùng, nắm đấm của quái tẩu ông nhìn không được siết chặt. Ân, thấy đối phương không muốn nhiều lời, Trương Huyền cũng không muốn hỏi nhiều. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Không có ở vấn đề này tiếp tục dây dưa, quái tẩu ông nhìn lại. Ân cứu mạng, không thể không báo, hiện tại ngay cả tên họ của đối phương cũng không biết, thật sự thẹn trong lòng. Tại hạ Tôn Cường, Trương Huyền nói, nguyên lai là Tôn tiền bối. Nhẹ gật đầu, cổ tay của quái tẩu ông khẽ đảo, lấy ra một lệnh bài. Tại hạ ở Thanh Nguyên Đế Quốc Y Sư Công Hội còn có chút địa vị, đây là lệnh bài đại biểu thân phận ta, nếu như về sau tiền bối có cơ hội đi Thanh Nguyên Đế Quốc, nhất định phải tìm ta, đủ khả năng, nhất định không chối từ. Cũng tốt. Tiếp lệnh bài, Trương Huyền không có chối từ. Hắn nhất định sẽ đi Thanh Nguyên Đế Quốc, nếu như trong lúc vô tình nhận được nhân tình này, về sau có cơ hội, tự nhiên sẽ sử dụng. Tốt rồi, độc của ngươi đã giải, ta cũng không ở lâu, cáo từ. Giải quyết xong tai họa ngầm trong cơ thể đối phương, Trương Huyền cũng không có tiếp tục lưu lại, nhấc chân đi về Mạc Vân Hiên. Không lâu sau liền đi tới trước mặt, còn chưa tới địa phương của Hồ Vân Sinh, chỉ thấy hắn vội vã đi tới, sắc mặt xanh mét, vừa nhìn thấy hắn liền la hét lên tiếng. Tiền bối, không tốt. Chương 1825, thành chủ 1. Làm sao vậy? Nhìn bộ dạng của hắn vội vã, Trương Huyền nhíu mày. Vị này là Mạc Vân Hiên 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 chủ, thánh vực nhất trọng, ở Tĩnh Viễn Thành cũng là một phương quan to, hiện tại lo lắng như thế, nhất định là xảy ra chuyện gì. Ta vừa thả ra tin tức đấu giá địa tàng hoa, nửa canh giờ trước, đã đến một nhóm người, nhất định muốn ở trước lúc đấu giá hội mua đi. Sắc mặt khó coi, Hồ Vân Sinh giải thích nói. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, rất có tư thế ép mua ép bán. Ép mua ép bán, chẳng lẽ là độc sư? Trương Huyền sững sờ. Địa tàng hoa không phải đối với độc sư có lực hấp dẫn thật lớn sao? Chẳng lẽ những người khác cũng cần? Không phải. Hồ Vân Sinh lắc đầu. Sao ngươi có thể xác nhận? Nghi hoặc nhìn lại, Trương Huyền kỳ quái. Thời điểm độc sư không dùng độc, không phải không cách nào nhận ra sao? Sao có thể khẳng định như thế? Bởi vì, người nọ ta nhận thức. Sắc mặt Hồ Vân Sinh đỏ bừng. Là Tĩnh Viễn Thành Hồng Kim Thành Chủ. Hắn muốn địa tàng hoa làm gì? Trương Huyền kỳ quái. Địa tàng hoa là độc sư cần, một vị thành chủ muốn cái này làm gì? Hơn nữa nghe ngữ khí, còn không chú ý thân phận tính toán ép mua. Tình huống cụ thể hắn không nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ là hắn nhất định muốn mua, ta đã nói là đồ vật của tiền bối, hiện tại nhất định muốn gặp ngươi. Hồ Vân Sinh nói. Đi tới nhìn xem. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mặc kệ đối phương muốn địa tàng hoa làm gì, nếu như điểm danh cho mình tới, tự nhiên phải đi tới nhìn một chút. Đi theo sau lưng Hồ Vân Sinh, không lâu sau, đi vào một gian phòng rộng lớn. Một trung niên nhân khuôn mặt uy nghiêm ngồi ở chủ vị, ánh mắt sáng ngời, mang theo khí thế cao cao tại thượng. Phía sau hắn là mấy hộ vệ mặc áo giáp, từng cái khí tức như rồng, lại đều có thực lực hóa phàm cửu trọng tàm phong cảnh. Thành chủ đại nhân, vị này chính là chủ nhân của địa tàng hoa, Tôn Cường tiền bối. Đi vào trước mặt, Hồ Vân Sinh ôm quyền nói. Trung niên nhân kia liếc nhìn Trương Huyền, thấy chỉ là một tòng thánh, cười cười nói. Vị bằng hữu kia, ta muốn mua sắm địa tàng hoa của ngươi, nói cái giá đi. Ngươi có thể cho giá bao nhiêu? Thấy vị này trực tiếp như thế, Trương Huyền có chút ngoài ý muốn, nhíu mày, cười nhạt một tiếng. Địa tàng hoa 100 năm, bình thường cần 80 linh thạch thượng phẩm, cái của ngươi dược linh cao hơn, ta cho ngươi 100, cộng thêm một kiện linh khí thượng phẩm. Trung niên nhân nhìn lại. Cái giá tiền này có chút thấp đi. Mí mắt nâng lên, Trương Huyền nhìn lại.
Không nói trước địa tàng hoa vô cùng thưa thớt, coi như là lúc trước Hồ Vân Sinh bán ra, cũng còn cao hơn. Đối phương ra giá như vậy, hoàn toàn chính xác có chút ép mua ép bán rồi. Càn rỡ, thành chủ chúng ta có thể mua đồ đạc của ngươi là cho ngươi mặt mũi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Một hộ vệ ở sau lưng trung niên nhân lên tiếng hét lớn. 100 linh thạch thượng phẩm, cộng thêm một kiện linh khí thượng phẩm đã là giá cả cao nhất, đấu giá cũng chưa chắc có thể cầm được, hơn nữa còn sẽ gặp càng nhiều người ngấp nghé, ta xem còn là bán đi đi. Hộ vệ thứ hai nói. Hai người một cái hát mặt đỏ, một cái vai phản diện, uy hiếp cộng thêm an ủi, thoạt nhìn hảo tâm, trên thực tế là để cho hắn ngoan ngoãn bán dược liệu đi. Chứng kiến thái độ của đối phương, Trương Huyền cười lắc đầu, thần sắc hờ hững. Một vạn linh thạch thượng phẩm, ta liền bán cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Trung niên nhân nhíu mày. Hắn ra giá 100, đối phương trả giá 1 vạn, quả thực chính là không muốn nói, không có để thân phận thành chủ của hắn vào mắt. Ngươi thật to gan. Hộ vệ thứ nhất lần nữa hét lớn, tiếng nói còn không có kết thúc, chợt nghe Trương Huyền nhàn nhạt nói. 2 vạn. Ngươi có ý tứ gì? Rút cuộc là bán hay không bán? Hộ vệ thứ hai nói tiếp. 3 vạn. Trương Huyền nói. Ngươi. Sắc mặt của trung niên nhân trắng bệch, lông mày nhăn chung một chỗ, tựa như dãy núi, tựa hồ đè ép lửa giận, tùy thời có thể bộc phát. Loại thái độ này của đối phương căn bản không có ý định bán ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng không quan tâm thân phận của hắn là cái gì. Bằng hữu, nơi này là Tĩnh Viễn Thành, mặc kệ ngươi là ai, ta khuyên ngươi nên điệu thấp một ít, miễn cho gặp được phiền toái gì không thể tránh khỏi. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của trung niên nhân nheo lại. 5 vạn. Lười để ý đến đối phương uy hiếp, Trương Huyền khoát tay áo, tiếp tục nói. Cùng hắn giả bộ lão sói vẫy đuôi, thời điểm hắn diễn kịch còn không biết đối phương ở nơi nào chơi bùn đây này. Hừ, chúng ta đi. Thấy chủ nhân của địa tàng hoa này dầu muối không tiến, cứng mềm không ăn, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Vừa rời phòng, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Thành chủ, có muốn chúng ta phái người đoạt đi hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1825.